Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 16. Cô gái lại lao tới, Dương Bách Xuyên tung một chưởng vào ngực cô ta không chút do dự, đánh bật cô ta trở lại tế đàn. Giờ đây anh cực kỳ ghét cô gái này. Nhưng ngay sau đó một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện, đôi mắt đỏ như máu của cô gái khôi phục bình thường, lúc này ánh mắt cô ta trở nên trong trẻo khiến người ta bất giác cảm thấy yêu mến. Cô gái lau sạch vết máu ở khóe môi, vừa nhìn Dương Bách Xuyên vừa lẩm bẩm một mình, chị đừng làm loạn nữa. Vị công tử này là luyện khí kỳ tầng 5 đỉnh phong, lại còn khống chế thần hồn của chúng ta, chị không phải là đối thủ của người ta đâu. Và lại ngài ấy đã cứu chúng ta phải cảm ơn ngài ấy mới đúng. Dương Bách Xuyên lờ mờ hiểu ra, trong cơ thể cô gái có hai thần hồn, người có ánh mắt đỏ như máu lúc nãy là chị gái, hiện tại hẳn là em gái. Từ cuộc nói chuyện của hai người có thể thấy chị gái ác độc nóng tính, còn em gái thì có tâm địa thiện lương. Hai hồn cộng sinh, chính tà đối lập sao? Dương Bách Xuyên lẩm bẩm trong lòng. Quả nhiên sau khi giọng nói êm ái dứt lời, giọng nói nóng giận trước đó lập tức vang lên, con khốn im đi, tất cả là tại mày, nếu mày nghe lời tao thì sao tao lại bị một tiểu bối luyện khí kỳ tép diêu ức hiếp? Chị à, người tu đạo nên thuận theo tự nhiên, thuận theo ý trời. Chị hành động trái lẽ trời, nỗi khổ hôm nay là hậu quả chị gây ra khi xưa. Em đã nói trận huyết hồn niết bàn này là trận pháp thương thiên hại lý, trong những năm qua chị đã giết quá nhiều người, thu tay đi chị ơi. Con khốn im mồm, nếu năm xưa mày không mềm lòng nương tay thì sao tao lại bị người ta hủy hoại thân thể? Nếu tao không bày trận pháp này thì mày có thể sống đến ngày hôm nay được chắc. Bây giờ tao còn phải chung cơ thể với mày hả? Thần hồn của hai chị em trong một cơ thể bắt đầu cãi nhau. Dương Bách Xuyên nghe ra em gái vẫn luôn nhường nhịn và khuyên bảo chị gái. Nhưng chị gái cứ luôn miệng chửi mắng không chịu nhượng bộ. Anh cũng quan sát thấy lúc mắt đỏ là chị gái, mắt khôi phục như bình thường là em gái. Đến lúc này rồi mà cô chị gái bá đạo ngang ngược vẫn còn hùng hồn tuyên bố muốn trừng trị Dương Bách Xuyên, nghe vậy Dương Bách Xuyên cười lạnh trong lòng, thầm niệm bí pháp huyết ấn tấn công cô chị mặc đồ đen. Sau khi xâm nhập vào biển ý thức của cô ta, anh dứt khoát tấn công linh thức không hề nương tay. Dù sao bây giờ cô ta đã bị anh khống chế, không gây nên sóng gió gì được. Cô gái kêu gào thảm thiết, hai tay ôm đầu lăn lộn trên tế đàn. Lúc này, cô em gái lên tiếng xin tha, cầu xin chủ nhân tha cho chị tôi sẵn lòng chịu phạt thay chị. Mong chủ nhân thứ lỗi. Cô ta có miệng, cô mà còn xen lời là tôi phạt cô luôn đó. Dương Bách Xuyên hừ mũi, hết nói nổi cô em gái này. Có phải cô ta bị ngu không? Bị chị gái bắt nạt như thế mà còn cầu xin giúp đối phương. Đây không phải lương thiện, mà là ngây thơ ngu ngốc. Huyết ấn bá đạo là thuật pháp chuyên khống chế thần hồn, chỉ cần Dương Bách Xuyên muốn là có thể làm cho cô ta hồn bay phách tán. Hiện tại anh chỉ dạy cho cô ta một bài học thôi, nếu còn tiếp tục ngu xuẩn thì anh không ngại tiêu diệt thần hồn của cô ta đâu. Người vừa tấn công biển ý thức của anh là cô chị. Em gái thì quá ngây thơ lương thiện, lúc chị mình ra tay còn ngăn cản. Vì vậy Dương Bách Xuyên không có thiện cảm với cặp chị em này. Bọn họ suýt lấy mạng anh, hại sư phụ anh rơi vào giấc ngủ say. Thật đáng chết, càng nghĩ càng giận. Dương Bách Xuyên cứ tưởng cô chị cứng mồm cứng miệng lắm, ai dè cô ta không kiên trì được bao lâu đã xin tha. Chủ nhân tha mạng, tôi không dám nữa, không dám nữa. Hừ, cô có gan thì thử xem. Dương Bách Xuyên nghe thấy cô ta xin tha bèn thu tay. Sau đó anh nói, chị em các người xảy ra chuyện gì vậy? Tên là gì? Sao lại bày trận pháp hại người ở đây? Bản cung, tôi tên Lục Tuyết Hy, là chị gái. Con khốn này tên Lục Phú Thư, là em gái. Lục Tuyết Hy dè dặt trả lời. Lúc này cô ta mới thật sự ngoan ngoãn. Lúc nãy trận huyết hồn niết bàn bị phá làm hỏng chuyện tốt của cô ta giận dữ quá trời, không thể nào nguôi giận được. Giờ đây bị Dương Bách Xuyên trừng phạt thần hồn, Lục Tuyết Hy mới nhận ra trong cơ thể vị chủ nhân này có một vị đại thần khiến cô ta run sợ. Đó là sự tồn tại khiến cô ta phải ngước nhìn, có người đó trong cơ thể chủ nhân thì cô ta không thể gây nên sóng gió gì. Và lại thần hồn đã bị hạ huyết ấn, sinh tử nằm trong tay Dương Bách Xuyên, lúc này mà chống cự thì chỉ có một con đường chết. Vừa rồi Lục Tuyết Hy cảm nhận được sát khí trên người chủ nhân một cách rõ ràng,
thậm chí cô ta còn nghi ngờ đối phương sẽ tiêu diệt thần hồn của mình. Cả tên lẫn biển ý thức của hai người này đều cho thấy bọn họ là chị em song sinh, nhưng nói chuyện cứ như kẻ thù vậy. Nhất định là giữa hai người có khúc mắc gì đó. Dương Bách Xuyên không lên tiếng, chờ bọn họ nói tiếp. Tiếp theo, em gái Lục Vũ Thư cất lời, thưa chủ nhân, 1000 năm trước chúng tôi từ Sơn Hải giới đến thế giới bên ngoài. Bởi vì cơ thể của chị tôi bị người trong ma môn hủy hoại, cho nên chị ấy mới ở nhờ trong cơ thể tôi. Năm xưa chị ấy bày trận huyết hồn niết bàn là để giữ mạng cho chúng tôi. Hai chị em nói hơn nửa tiếng mới kể xong thân thế lai lịch của mình. Dương Bách Xuyên nghe xong cực kỳ kinh ngạc. Sơn Hải giới, đây là lần thứ hai anh nghe thấy cái tên này. Lần đầu tiên anh biết đến Sơn Hải giới là nhờ Ngọc Giản mà Tư Không Nguyên để lại, nhưng cũng chỉ biết một cái tên mà thôi. Hôm nay anh chính tai nghe thấy cái tên này từ người sống mới biết Sơn Hải giới là nơi nào. Trong lời kể của hai chị em, Sơn Hải giới chính là trái đất thời kỳ thần thoại, là một thế giới độc lập. Theo cách nói của bọn họ thì trước thời nhà Chu, cả trái đất là một thế giới được gọi chung là Sơn Hải giới. Mấy cuộc đại chiến của người tu chân có sức phá hoại nghiêm trọng, dẫn đến linh khí trời đất tán loạn. Vì vậy mấy cao thủ siêu cấp ở Sơn Hải giới hợp tác với nhau tách Sơn Hải giới thành hai phần. Một phần lớn hơn có linh khí trời đất dồi dào dành cho người tu chân sử dụng, lấy tên Sơn Hải nội giới. Phần còn lại nhỏ hơn rất nhiều, linh khí trời đất cũng mỏng manh, dành cho người bình thường sử dụng, mang tên Sơn Hải ngoại giới. Lúc đó người bình thường cũng gọi nó là thế giới Cửu Châu, cũng chính là thế giới hiện tại. Sơn Hải nội giới được các bậc cao thủ tách ra, trở thành một thế giới độc lập, trong đó toàn là người tu chân. Nhưng dù sao nội giới và ngoại giới cũng có cùng nguồn gốc, ở thế giới Cửu Châu vẫn có lối vào Sơn Hải nội giới để cho những người bình thường tu luyện thành công đi vào Sơn Hải nội giới. Lúc đó người tu chân vẫn để lại một số truyền thừa trên trái đất. Mà người của Sơn Hải nội giới cũng có thể ra ngoài sông sáo coi như thám hiểm, dù sao trong truyền thừa trái đất cổ xưa cũng có rất nhiều nền di tích văn minh tu chân. Ngàn năm trước Lục Tuyết Hy và em gái Lục Vũ Thư rời khỏi Sơn Hải nội giới đến trái đất thám hiểm, nào ngờ gặp phải đối thủ một mất một còn. Trong lúc giao đấu, bởi vì cô em gái Lục Vũ Thư ngây thơ lương thiện tha cho kẻ thù, dẫn đến hậu quả là chị gái Lục Tuyết Hy bị tên kẻ thù được thả kia dẫn người đuổi giết, cơ thể bị hủy hoại. Lúc đó cả hai chị em đều có tu vi kim đan. Cơ thể chị đã bị phá hủy, để giữ lại thần hồn, cô em bèn trói buộc thần hồn của chị mình trong biển ý thức. Hai người là chị em song sinh, thần hồn có thể chung một cơ thể, chứ nếu là người khác thì không được. Cả hai đều bị thương nặng trong lúc kẻ địch truy sát, may mà cuối cùng thoát chết. Sau đó bọn họ vô tình phát hiện ra nơi này. Lúc đó tu vi và thần hồn của hai người đều bị hao tổn nghiêm trọng, cô chị khống chế cơ thể của em gái, bày trận huyết hồn niết bàn ở đây hòng thu hút những kẻ tham lam tìm đến, sau đó hút máu và thần hồn của bọn họ để khôi phục thần hồn và sức mạnh của mình. Khi ấy thần hồn của cả hai người đều bị thương nghiêm trọng, nếu không có năng lượng bổ sung thì e là sẽ hồn bay phách tán, rơi vào trạng thái thần hồn ngủ say, không có nguồn máu thì bọn họ vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Lục Tuyết Hy tung tin nơi này có kho báu để thu hút những kẻ tham lam kia. Trong mấy nghìn năm có rất nhiều nhóm người đến đây, tất cả đều bị trận pháp tấn công và trở thành tế phẩm của hai chị em, giúp khôi phục thần hồn bị hao tổn của bọn họ. Nói đúng ra đây là ý của một mình Lục Tuyết Hy, lúc đó em gái Lục Vũ Thư đã phản đối hành động của chị mình, cho rằng hại người là không tốt. Chính vì thế cô chị Lục Tuyết Hy mới mắng chửi oán hận em gái. Quả thật nếu năm xưa Lục Vũ Thư không mềm lòng thì hai người sẽ không bị thương nặng. Tóm lại, hiện giờ hai chị em đang ở trong cục diện hai hồn cộng sinh, chính tả đối lập. Lượng máu tích lũy trong gần 1000 năm cũng giúp thần hồn của hai người hồi phục một chút, nhưng tiếc là tu vi giảm nghiêm trọng. Cho tới hôm nay hai chị em vẫn luôn ngủ say, nhưng Dương Bách Xuyên phá trận đã đánh thức bọn họ. Bởi vì trận pháp bị phá, khí huyết ngưng tụ từ trận huyết hồn niết bàn tan biến khiến cho Lục Tuyết Hy mất cơ hội khôi phục tu vi, thế nên sau khi tỉnh lại cô ta mới nổi giận với Dương Bách Xuyên. Có điều cô ta không ngờ trong cơ thể Dương Bách Xuyên lại có một vị đại thần có thần hồn cực kỳ mạnh mẽ. Hai chị em bị trấn áp ngược ở thời khắc cuối cùng, hơn nữa thần hồn còn bị Dương Bách Xuyên khống chế, trở thành nô lệ của anh. Sau khi nghe hai chị em kể xong, Dương Bách Xuyên càng thêm tò mò về Sơn Hải nội giới.
Hồi cấp 3 anh từng đọc Sơn Hải Kinh, sau đó anh coi nó là sách thần. Dị thú kỳ lạ và những câu chuyện lạ lùng trong ngàn năm lịch sử có sức hấp dẫn sâu sắc đối với anh. Trước giờ Sơn Hải Kinh luôn được coi là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng, nhưng theo ý của chị em Lục Tuyết Hy thì thế giới Sơn Hải thật sự tồn tại. Có lẽ cuốn Sơn Hải Kinh là thứ người tu chân đến từ Sơn Hải nội giới ngàn năm trước để lại trên trái đất. Theo lời hai chị em họ Lục thì Sơn Hải nội giới là cõi đất lành của người tu chân, có thể vào đó hay không mới là điều Dương Bách Xuyên quan tâm nhất. Anh hỏi, nếu tôi muốn đến Sơn Hải giới thì đi kiểu gì? Hoặc là các cô có thể đưa tôi vào đó không? Thưa chủ nhân, lối vào Sơn Hải nội giới nằm ở rất nhiều nơi trên thế giới Cửu Châu. Ở sa mạc nào đó dưới chân núi Côn Luân có một cửa vào, nhưng lối đi là trận pháp mạnh mẽ. Muốn mở lối đi thì cần ít nhất 9 viên linh thạch để khởi động trận pháp, hơn nữa ít nhất cũng phải có tu vi kim đan sơ kỳ. Hiện tại chị em chúng tôi có cảnh giới kim đan nhưng thật ra tu vi chỉ có luyện khí kỳ tầng 3, không thể đưa chủ nhân vào trong. Hơn nữa ngàn năm qua đi, không biết trận pháp ở bên Sơn Hải nội giới có còn không. Nếu trận pháp dẫn vào đã bị phá thì chúng tôi cũng không về được. Lần này giọng nói rất dịu dàng êm tai, là em gái Lục Vũ Thư. Dương Bách Xuyên nhíu mày, tức là muốn vào Sơn Hải nội giới cần hai điều kiện, một là tu vi của bản thân phải đạt tới kim đan kỳ, hai là cần 9 viên linh thạch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng vậy, đó là trận pháp không gian, có năng lượng không gian mạnh mẽ, nếu không có tu vi kim đan kỳ thì cho dù tiến vào lối đi cũng bị năng lượng không gian mạnh mẽ xé toạc thân thể. Lần này là giọng nói the thé của cô chị Lục Tuyết Hy. Thật sự là Dương Bách Xuyên không quen nổi phương thức nói chuyện đổi qua đổi lại trên cùng một cơ thể của hai chị em nhà này. Phân biệt bọn họ qua giọng nói là cách tốt nhất. Theo lời hai người nói thì tôi muốn đi Sơn Hải giới chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Linh khí trời đất trên trái đất loãng đến mức không đủ để tu luyện lâu dài, muốn lên kim đan kỳ thì chẳng biết đến ngày tháng năm nào. Ngay cả chị em hai người cũng vậy, tuy các cô có cảnh giới kim đan kỳ, không cần cảm ngộ thiên đạo. Chỉ cần có đủ linh khí là có thể trực tiếp hấp thu, tu luyện đến kim đan kỳ. Nhưng trái đất hiện giờ, tức là Sơn Hải ngoại giới hay thế giới Cửu Châu theo cách gọi của các cô không có nhiều linh khí. Dương Bách Xuyên nhìn cô gái và nói. Lúc này Lục Vũ Thư lên tiếng, chủ nhân không cần lo lắng, chúng tôi có linh thạch. Con khốn kia, may lắm mồm quá đấy. Cô chị Lục Tuyết Hy lập tức ngắt lời em gái. Hiện tại trên người bọn họ chẳng có mấy viên linh thạch. Còn phải tăng tu vi nữa. Vậy mà con em khốn khiếp này quá ngây ngơ, lại đi nói ra chuyện này. Chẳng may chủ nhân tịch thu thì tu vi của bọn họ chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn luyện khí kỳ tầng 3. Lòng lo lắng chuyện gì, chuyện đó sẽ xảy ra. Phản ứng của Dương Bách Xuyên nằm ngoài tưởng tượng của Lục Tuyết Hy. Hi hi, các cô còn có linh thạch kia à, có phải ở trong hộp ngọc kia không? Dương Bách Xuyên mừng rơn, trong hai chị em. Cô em Lục Vũ Thư đúng là ruột để ngoài ra, nói ra chuyện có mấy viên linh thạch. Cô chị Lục Tuyết Hy là người thông minh, lập tức chặn lời cô em gái ngu ngốc, nhưng vẫn bị Dương Bách Xuyên phát hiện. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa đi đến nhặt hộp ngọc rơi cạnh tế đàn. Lục Tuyết Hy cuống lên, thấy Dương Bách Xuyên đi đến chỗ hộp ngọc, cô ta lập tức ôm hộp ngọc vào lòng. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn cô ta, lạnh lùng ra lệnh đưa đây. Người khống chế cơ thể là cô chị Lục Tuyết Hy, cô ta mặt nhăn mày nhỏ ôm hộp ngọc chặt hơn, vẻ mặt cầu xin. Tôi đếm đến ba, đưa hộp ngọc cho tôi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dương Bách Xuyên lười biếng nói xong, bắt đầu ngân giọng đếm, một, ba. Ngài ăn gian, Lục Tuyết Hy tức nổ phổi. Dương Bách Xuyên không đếm hai, rõ ràng là không cho cô ta cơ hội cân nhắc. Ăn gian thì sao nào? Nói trắng ra thì chị em các cô là nô lệ của tôi. Ngay cả người cũng là của tôi, huống chi là tài sản. Có đưa không? Không đưa thì ông đây lại khiến thần hồn của cô chịu hành hình lần nữa nhá. Dương Bách Xuyên không có thiện cảm với Lục Tuyết Hy, trắng trợn đe dọa cô ta. Ngài, Lục Tuyết Hy bị Dương Bách Xuyên chọc giận run người, nhưng thật sự không dám cãi lại, bởi vì cô ta tin rằng Dương Bách Xuyên sẽ trừng phạt thần hồn của mình không chút do dự. Lúc này, cô em Lục Vũ Thư lý nhí cất lời, chị ơi, hay là chị đưa cho chủ nhân đi. Cô ấy rất sợ Dương Bách Xuyên lại tấn công thần hồn của chị mình. Mày im đi, nghe em gái nói vậy,
Lục Tuyết Hy giận đến mức thần hồn muốn nhảy ra. Đương nhiên thần hồn rời khỏi cơ thể em gái sẽ rất nguy hiểm, cô ta không dám mạo hiểm. Dương Bách Xuyên thầm cười sặc sụa trong lòng, anh có thể cảm nhận được Lục Tuyết Hy cực kỳ bất lực với em gái mình. Cuối cùng Lục Tuyết Hy cắn răng đưa hộp ngọc trong tay cho Dương Bách Xuyên dưới ánh mắt tràn đầy uy hiếp của anh. He he, thế mới đúng chứ. Phải nhớ bây giờ các cô là nô lệ của tôi, mọi thứ của các cô đều thuộc về tôi, bao gồm cả tính mạng. Lần sau đừng chọc tôi không vui, người chịu khổ là cô đó. Dương Bách Xuyên lấy được hộp ngọc còn không quên cảnh cáo Lục Tuyết Hy. Sau đó anh dùng tay mở hộp ngọc ra, nhưng cố mấy cũng không mở được. Vẫn là Lục Vũ Thư thỏ thẻ nhắc nhở, chủ nhân, hộp ngọc này cần mở bằng chân khí, ngài cứ đưa chân khí vào là mở được ngay. Lục Tuyết Hy nghe em gái Lục Vũ Thư nói xong, tia hy vọng cuối cùng đều tan biến. Cô ta nổi giận đùng đùng mắng mỏ, con khốn Lục Vũ Thư, sau này chúng ta cắt đứt quan hệ chị em. Cô ta bị em gái chọc tức gần chết. Ngài ấy không mở được nên em mách cách mở mà chị. Lục Vũ Thư vẫn vô tâm vô tư như cũ, cực kỳ ngây thơ. Lục Vũ Thư, từ nhỏ đến lớn mày chính là đồ ngu, gần 1000 năm qua đi mày vẫn ngu như thế. Sau này mày đừng nói chuyện với tao nữa, tao không có đứa em ngu ngốc như mày. Tiếng chửi mắng của Lục Tuyết Hy dần nhỏ lại, tựa như cô ta thật sự không muốn nói chuyện với em gái nữa, nếu còn nói tiếp sẽ hồn bay phách tán vì tức giận. Còn Lục Vũ Thư bị chị mắng lại tỏ vẻ yếu ớt vô tội. Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng thấy đau tim trước sự ngây thơ của Lục Vũ Thư, nhưng cũng chính vì như thế nên anh có thiện cảm với Lục Vũ Thư hơn Lục Tuyết Hy. Không sao. Chị cô không nói chuyện với cô thì sau này tôi sẽ nói chuyện với cô. Ha ha, Ngọc Thư à, các cô còn bảo vật nào khác không? Dương Bách Xuyên cười híp mắt như con sói đội lốt bà ngoại đang lừa trẻ con. Còn, à, hết rồi, tất cả đều nằm trong chiếc hộp này. Nhìn dáng vẻ chợt nhớ ra điều gì đó của Lục Vũ Thư, Dương Bách Xuyên thầm cười to trong lòng. Xem ra chị em bọn họ chắc chắn còn đồ tốt, nhưng lúc này Lục Vũ Thư thông minh hơn. Biết dừng lời đúng lúc, không nói thêm nữa. Dương Bách Xuyên cười khà khà, bây giờ cô không nói thì sau này trở về tôi sẽ từ từ tìm, ha ha. Dương Bách Xuyên cười đắc ý trong lòng, đồng thời đưa chân khí lên hộp ngọc. Sau đó hộp ngọc phát ra ánh sáng dịu nhẹ, một tiếng rắc vang lên giống như tiếng mở khóa, chiếc hộp mở ra. Dương Bách Xuyên ngó vào trong, tức thì hai mắt sáng ngời. Không ngờ trong hộp ngọc có hai viên linh thạch trung phẩm. Tuy chỉ có hai viên, nhưng Dương Bách Xuyên biết rằng dựa theo cách đổi mà sư phụ dạy thì hai viên linh thạch này tương đương với 20 viên linh thạch hạ phẩm. Đối với anh mà nói, đây là một món tài sản không nhỏ. Có hy vọng đột phá lên luyện khí kỳ tầng 6 rồi. Ngoài hai viên linh thạch trung phẩm ra, trong hộp ngọc còn có hai tấm da thú một vàng một đỏ to bằng lòng bàn tay được khắc hoa văn phức tạp. Dương Bách Xuyên chưa nhìn thấy bao giờ. Anh hỏi Lục Vũ Thư, hai tấm da thú này là cái gì? Thưa chủ nhân, đây là bùa chú do tôi luyện chế, chỉ là bùa chú cấp thấp thôi. Tấm màu vàng là bùa tăng tốc, sau khi sử dụng có thể tăng tốc độ gấp 3 lần, lúc sử dụng chỉ cần dán lên người và kích hoạt bằng chân khí là được. Tuy nhiên chỉ có thể dùng một lần. Tấm màu đỏ là bùa phòng thủ, cũng chỉ dùng được một lần. Có thể đã một đòn tấn công của người tu chân kim đan kỳ. Nghe Lục Vũ Thư nói xong, Dương Bách Xuyên thèm nhỏ dãi. Bùa tăng tốc độ gấp 3 lần, đúng là công cụ giúp chạy trốn giữ mạng, tiếc là chỉ có thể sử dụng một lần. Bùa phòng thủ càng ghê gớm hơn, có thể đỡ được một đòn tấn công của người tu chân kim đan kỳ. Đối với Dương Bách Xuyên, hai thứ này chính là bảo bối đó. Đương nhiên đây không phải điều quan trọng. Điều quan trọng nhất là Lục Vũ Thư nói rằng hai tấm bùa này do cô ấy luyện chế. Anh thầm nghĩ có một phù chú sư bên cạnh sẽ ra sao? Phát tài rồi, không ngờ mình lại nhặt được một phù chú sư. Dương Bách Xuyên nhìn Lục Vũ Thư bằng ánh mắt sáng lấp lánh, anh nuốt nước miếng nói, cô cưng Vũ Thư à, sau này cô phải luyện chế thật nhiều loại bùa chú này nhé. Anh sẽ không bạc đãi cô đâu. Lục Vũ Thư được Dương Bách Xuyên gọi là cục cưng. Tức thì mặt đỏ bừng lên. Nhưng câu trả lời của cô ấy lại khiến Dương Bách Xuyên suýt hộc máu. Chủ nhân, anh không được gọi tôi là cục cưng, tính theo tuổi thì tôi có thể làm bà ngoại của anh được rồi đó. Lục Vũ Thư nghiêm túc nói. Phụt.
Dương Bách Xuyên suýt chút nữa là bị những lời của Lục Vũ Thư làm cho nghẹn chết. Bây giờ anh rất nghi ngờ liệu trước đây cô gái này có phải đang giả ngu hay không, anh cũng có thể hiểu rõ hơn tại sao chị của cô là Lục Tuyết Hy luôn tức giận và chửi bới cô rồi. Dương Bách Xuyên hồi lâu không lên tiếng, Lục Vũ Thư yếu ớt hỏi, chủ nhân, có phải tôi đã nói sai gì rồi không? Không, cô không nói sai gì cả, là lỗi của tôi. Dương Bách Xuyên hít một hơi thật sâu rồi nói, tôi chỉ hỏi cô xem loại bùa chú này còn có thể luyện chế ra được không? Chủ nhân luyện chế không ra đâu, cơ sở tu luyện của tôi hiện đã giảm mạnh, cùng lắm chỉ có thể tạo ra một loại bùa chú quen thuộc, có thể chống lại các bùa chú phòng thủ ở cấp độ hoàn hảo trong giai đoạn tinh luyện và một số bùa chú nhỏ như phép thuật xóa. Các phép thuật nâng cao thực sự chỉ có thể được sửa chữa sau khi tôi hồi phục thì mới có thể tinh luyện ra được, chỉ cần chủ nhân trả lại 2 viên linh thạch cho tôi. Tôi có thể nâng cấp tu luyện lên trúc cơ kỳ, là tôi có thể giúp chủ nhân tinh luyện bùa chú được rồi. Lục Phú Thư vừa nói vừa chớp mắt, rất rõ ràng và vô cùng nghiêm túc. Dương Bách Xuyên lại im lặng nhìn cô, nếu không nhìn thấy sự trong sáng trong mắt cô, anh còn tưởng rằng cô gái này đang giả heo ăn thịt hổ, nếu có thể nói ra những lời này thì làm sao cô có thể là một kẻ ngốc. À mà Vũ Thư à, chuyện luyện bùa mình nói sau đi. Dương Bách Xuyên chán nản nói. Được rồi, chỉ cần ngài cho tôi linh thạch cùng viên thần khí là có thể thăng cấp độ bảo vệ tu luyện lên tới đỉnh, luyện chế bùa chú chỉ là chuyện tầm thường. À đúng rồi, chị gái của tôi cũng là một cao thủ về bùa chú, chúng ta là người của Sơn Hải Nội Thuật, chị gái tôi vẫn là cung chủ cung bùa chú đó. Vẻ mặt của Lục Vũ Thư rất ngây thơ, lời nói của cô lúc này có chút bất thường. Dương Bách Xuyên gần như bị cô làm cho phát điên lên. Anh thực sự không biết cô gái này thật sự là ngu ngốc hay là một con hổ ngụy trang nữa. Anh đặt chiếc hộp ngọc vào khoảng trống giữa hai bàn tay, nói thẳng, đi thôi, rời khỏi đây rồi mình nói tiếp. Lúc này, Dương Bách Xuyên không còn hứng thú nói chuyện với Lục Vũ Thư nữa, anh sợ nếu tiếp tục chắc bị cô làm cho nội thương mất. Dù sao ở đây cũng không có bảo vật thực sự, bảo vật lớn thật ra là của chị em nhà họ Lục, bây giờ đã bị anh lấy đi. Cũng đến lúc thu hoạch rồi. Trong chuyến đi này, mặc dù Trần Bách Vãn lúc bỏ trốn bị rơi xuống dòng sông ngầm đang không biết có sống sót hay không nhưng mục tiêu cơ bản đã đạt được, cuối cùng anh đã hủy diệt phân khu Tây Bắc của tổ chức Sương Hoa. Dương Bách Xuyên tin rằng trong thời gian ngắn, người của Sương Hoa sẽ phải tự cân đo đong đếm nếu muốn tự chuốc lấy phiền phức. Trong những ngày tới, chỉ cần có đủ thời gian, anh có sự hỗ trợ của mảng tụ linh trận của biệt thự, cộng thêm việc luyện chế linh đan. Hôm nay anh nhận được 2 viên linh thạch trung cấp từ các chị em nhà họ Lục, nên anh rất tự tin để nâng cấp khả năng tu luyện của mình. Chỉ cần có thể đạt tới trúc cơ kỳ trong vòng nửa năm, anh cho dù khiêu khích 10 tổ chức Sương Hoa cũng không sợ. Trước khi đi, Dương Bách Xuyên không quên mang theo Dạ Minh Châu trong đại sảnh cất đi, dù sao 1.000 năm trước nó cũng đã được chị em nhà họ Lục sử dụng khi xây dựng đại sảnh này, nghe nói nó được mang ra từ thế giới Sơn Hải, tổng cộng có 24 viên. To bằng nắm tay trẻ con. Dương Bách Xuyên tin rằng nếu 24 viên Dạ Minh Châu này được lấy ra, chúng cũng sẽ bán được rất nhiều tiền, không có lý do gì mà không cần đến chúng. Cho dù bạch ngọc trong đại điện cũng không phải chất lượng kém, nếu đào lên thì phiền toái anh cũng muốn mang đi. Hai người bước ra khỏi sảnh, Dương Bách Xuyên thuận tay đóng cổng đá lại, đi xuống từ độ cao 5 feet. Khưu Vân từ xa chạy tới, tiên sinh, anh không sao chứ? Anh làm tôi sợ muốn chết. Dương Bách Xuyên đã đi vào trong đó mấy tiếng đồng hồ, nên Khưu Vân đứng đợi một mình bên dòng sông ngầm có hơi lo lắng. Mọi chuyện ổn thỏa rồi, có dấu vết nào của Trần Bách Vạn trong dòng sông ngầm không? Không, tôi quan sát kỹ nãy giờ mà không thấy động tĩnh gì cả. Thôi vậy, có lẽ Trần Bách Vạn đã trốn thoát, hoặc là đã chết đuối trong dòng sông ngầm rồi, mình đi thôi. Vâng thưa tiên sinh, đây là ai vậy? Lúc này, Khưu Vân nhìn thấy Lục Vũ Thư đang đứng sau lưng Dương Bách Xuyên thì mở to hai mắt, nhưng cô chắc chắn là chưa từng nhìn thấy người phụ nữ này bao giờ, lại còn mặc y phục cổ trang, thật sự rất lạ mắt. Dương Bách Xuyên chỉ có thể úp úp mở mở nói, cô ấy tên là Lục Vũ Thư, cô ấy vô tình bị mắc kẹt trong hang động phía trên vì bị người của tổ chức Sương Hoa bao vây. Được rồi, chuyện này nói sau đi, chúng ta hãy ra khỏi đây trước đã. Vâng vâng, Khưu Vân liếc nhìn Lục Vũ Thư, cảm thấy một cảm giác không thể giải thích được sâu trong trái tim cô,
người đó không chào cô, chỉ lẽo đẽo đi theo sau lưng Dương Bách Xuyên. Mà Lục Phú Thư cũng chưa bao giờ gặp qua Khưu Vân, cô rất ngại nói chuyện với người lạ. Sau khi ba người dành ra một giờ đồng hồ thì cũng về đến hang động ẩn náu của Trần Bách Vạn. Sau khi ra ngoài thì thấy trời đã khuya, các vì sao đang sáng rực rỡ, Dương Bách Xuyên lấy điện thoại di động từ không gian càn khôn ra xem, đã 4 giờ rưỡi sáng rồi, thấy bầu trời cũng sắp sáng, anh chỉ đơn giản là đi nhanh về phía thị trấn Cao Nguyên. Lần này đã 3 ngày trôi qua trước và sau khi họ xuất hiện, điện thoại di động được đặt trong không gian nồi càn khôn để cách ly tín hiệu trong 3 ngày. Khi anh bật lên, có rất nhiều tin nhắn, bao gồm của Triệu Nam, Lưu Tích Kỳ, V, Dương Bách Xuyên đơn giản là về rồi nói chuyện nên không phản hồi lại tin nhắn. 7 giờ 30, trời vừa bừng sáng, họ trở lại thị trấn, Dương Bách Xuyên đưa Khưu Vân và Lục Vũ Thư đi tìm một nhà hàng ăn tối, sau đó chuẩn bị bắt xe trở về cố đô. Trên thực tế, trong cơ thể Dương Bách Xuyên có chân khí chống đỡ, thậm chí 3 ngày liền không ăn cơm, nhưng Khưu Vân vừa mới bước vào tu luyện, trong cơ thể cũng chỉ có năng lượng. Ngoài ra còn bị giam ở dưới lòng đất 10 ngày ăn không ngon ngủ không yên, nên bây giờ cô đã đói không chịu nổi. Nhà hàng bán đồ ăn sáng của thị trấn nhỏ đã bắt đầu hoạt động, 3 người bước vào, ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Chủ yếu là Lục Phú Thư mặc đồ cổ trang màu trắng, trên người lại không có khói lửa phàm tục, quả thật như tiên nữ giáng trần. Thật khó để không bị chú ý đến. Tướng mạo của Khưu Vân cũng không tệ. Nhưng sau khi bị giam cầm trong nhà tù dưới đất và bụi bặm trên mặt, gương mặt của cô đã mất đi một chút khí sắc từ lâu. Chỉ có Lục Phú Thư và Dương Bách Xuyên biết quần áo anh đang mặc là lễ phục linh vật cấp thấp, bụi không bám vào được. Lúc này trở thành một điều hiếm thấy ở thị trấn. Lục Phú Thư quản thân thể cũng tốt, anh thấy không có gì để nói, nhưng nếu là chị gái Lục Tuyết Hy của cô thì cô ấy nhất định sẽ tức giận. Dương Bách Xuyên không để ý đến nữa. Cả ba gọi 3 tô mì nóng của địa phương chúng được mang ra đến bàn ăn. Có thể chủ tiệm thấy Lục Phú Thư trông thật hiếm lạ, mì của 3 người nhanh chóng được phục vụ đến bàn. Sợi mì nguyên chất được làm thủ công được phủ lên trên một vài miếng bắp cải xanh, dầu nóng đỏ và hạt cay trên bề mặt, màu đỏ và màu xanh lá cây bổ sung cho nhau, mới nhìn thôi đã lập tức muốn ăn rồi. Dương Bách Xuyên ăn một miếng, một chữ thôi, quá thơm, mùi vị rất giống mì do bà nội nấu. Anh hét lên với ông chủ, cho thêm 3 bát nữa. Dù sao anh cũng thấy Khưu Vân và Lục Vũ Thư cũng ăn rất hăng hái, hai người ăn không hết thì anh gói lại. Vừa lúc 3 người đang định ăn nhiều hơn một chút, thì có một nhóm người hùng hổ từ bên ngoài cửa bước vào, thoạt nhìn 4 người bọn họ giống như xã hội đen. Người thanh niên cầm đầu có một chuỗi dây đinh đeo ở tai trái, tóc dài nhuộm vàng, để rìa mép ở cằm rồi còn đeo một sợi dây chuyền vàng quanh cổ. Trong miệng ngậm điếu thuốc, hắn ta đứng ở cửa nhà khói nói, là đồ của ông nội. Hôm nay Chu lão tứ thắng của ông đây 3.000 tệ, ông đây bận rộn cả đêm, tên đó đúng là số đỏ quá. Anh Trường Mao thấy ổn thì tối mai anh em chúng ta sẽ làm một trận đấu lớn để giành lại những gì đã mất. Một thanh niên phía sau tùy tiện nói. 4 người họ bước vào với những lời lẽ thô tục trong miệng. Người cầm đầu tóc dài đột nhiên nhìn thấy Dương Bách Xuyên và hai người kia, chính xác là hắn ta nhìn thấy Lục Phú Thư. Quầng thâm dưới mắt đã thức suốt đêm tràn ngập tơ máu, nhìn thấy Lục Phú Thư đôi mắt hắn ta càng đỏ hơn, tràn đầy vẻ đáng khinh. Khi đi ngang qua Lục Phú Thư, hắn ta bất ngờ chạm vào mông Lục Phú Thư, sau đó cười lớn, không ngờ có tiên nữ lại đến thị trấn Cao Viên, thật xin lỗi, ha ha. Trường Mao là một tên lưu manh địa phương của thị trấn. Tính tình độc đoán, nếu quấy rối một cô gái trong thị trấn thì không ai dám khiêu khích, nhìn thấy vẻ đẹp của Lục Phú Thư thì hắn ta đã nảy sinh ý nghĩ xấu xa rồi. Lục Phú Thư soạt một cái đứng dậy, mắt cô lập tức chuyển sang màu đỏ máu, Dương Bách Xuyên biết rằng lúc này chính là chị gái Lục Tuyết Hy của cô tiếp quản thân thể của cô. Anh nhanh chóng đứng dậy nói với cô, để tôi, loại chuyện này sao có thể để đàn bà con gái động tay động chân được. Dương Bách Xuyên nhanh chóng kéo Lục Phú Thư đầy sát khí lại, nói để anh đòi lại công bằng cho cô. Lục Tuyết Hy là một người tu luyện từ thế giới núi và biển, trong mắt cô ấy không thể hình thành khái niệm 2 chữ, Dương Bách Xuyên sợ rằng cô ấy sẽ giết Trường Mao, dù sao thì hắn ta cũng chỉ là một người bình thường, giết người là vi phạm pháp luật, sẽ gặp rắc rối lớn. Dưới sự thuyết phục của Dương Bách Xuyên,
Lục Tuyết Hy hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống lại. Lúc này, Dương Bách Xuyên mới nheo mắt lại, nhìn Trường Mao nói, cái tay nào thì ngoan ngoãn chìa ra đây. Hà nhóc còn có biết ông đây là ai không? Hãy đến thị trấn Cao Nguyên rồi hỏi thăm ông đây. À! Trường Mao còn chưa kịp nói hết hai chữ trong miệng, Dương Bách Xuyên đã nắm lấy tay hắn ta, cắm một chiếc đũa vào mờ u bàn tay hắn ta, cắm trên bàn ăn làm hắn ta hét lên một tiếng như lợn bị giết thịt. Ba người còn lại đi theo Trường Mao đều sợ hãi trước sự tàn nhẫn của Dương Bách Xuyên, nói trắng ra là ngày thường bọn họ chỉ dở trò đồi bại ở thị trấn nhỏ, chưa từng thấy qua việc lớn gì trên đời. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên lấy đũa đâm vào mờ u bàn tay của Trường Mao rồi đóng xuống bàn gỗ, máu chảy ròng ròng, nói không sợ là giả, không một ai dám tiến tới giúp đỡ hắn ta. À! Trường Mao vẫn đang rống lên vì đau. Dương Bách Xuyên lại cười tủm tỉm nói, sau này nhớ học tốt hơn nữa nhé. Hôm nay anh gặp phải tôi đấy, chứ lỡ mà đụng phải người khác, có khi cái mạng nhỏ của anh cũng không còn, xin lỗi đi, nói xin lỗi xong tôi sẽ thả anh ra. Ông nội tha mạng, xin lỗi bà nội, tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, tôi là đồ mắt chó, sau này phải là người tốt, cầu xin ông nội tha mạng. Trường Mao run sợ cầu xin, khi Dương Bách Xuyên nhìn hắn ta, ánh mắt họ giao nhau, lộ ra một vầng sáng khiến cho trong lòng hắn ta lạnh lẽo, cảm thấy giống như anh sẽ lập tức giết hắn ta. Hắn ta sợ đến nỗi lúc nhận ra thì quần cũng đã ướt hết rồi. Ngửi thấy một mùi lạ, Dương Bách Xuyên hừ lạnh, cút ngay đi. Vừa nói, anh vừa rút đôi đũa ra khỏi bàn gỗ, vẫn cắm chúng trong mờ u bàn tay của Trường Mao. Trường Mao như được giải thoát, hét lên nắm bàn tay chạy ra khỏi cửa hàng. Dương Bách Xuyên làm cho Trường Mao sợ đến mức tè ra quần nên không có tâm trạng ăn uống gì nữa, tính tiền xong rồi rời đi. Đây chỉ là một tình tiết nhỏ mà thôi, nhưng có thể thấy tính khí của Lục Tuyết Hy rất dễ bộc phát, nếu hôm nay anh không ngăn cô ấy lại, Dương Bách Xuyên nghĩ rằng cô ấy có khi sẽ giết chết Trường Mao ngay tại chỗ. Vừa rồi, anh cảm nhận rất rõ ràng sát khí trong mắt cô ấy. Có hơi đau đầu, nếu mang bà cô này bên người thì không biết sau này sẽ ra sao. Về sau nhỡ mà có gặp chuyện gì thì vẫn nên trông chừng cô ấy thật tốt. Để lấy xe từ ga ra ra, Dương Bách Xuyên cùng hai người đẹp trở về cố đô. Trên đường đi, Lục Phú Thư đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu bỗng biến thành một đứa bé tò mò, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ. Lên xe rồi, tại sao cô cứ há hốc mồm không ngừng, cái loại xe ngựa kỳ lạ nào có thể chạy mà không cần ngựa, Dương Bách Xuyên nói với cô là nó chạy bằng xăng. Sau đó cô lại suy một ra ba, rồi hỏi đến cách làm sao để luyện chế xăng. Những câu hỏi như thế này khiến Dương Bách Xuyên suýt khóc, cuối cùng không thể chịu đựng nổi, anh giận dữ nói, chết tiệt cô im đi cho tôi nhờ. Sau khi bị anh chửi vào mặt, kết quả làm cho Lục Vũ Thư bật khóc không ngừng. Đầu Dương Bách Xuyên như muốn nổ tung, anh thở ra một hơi, cảm thấy đưa chị em họ Lục về nhà là một quyết định sai lầm. Sau 2 giờ chiều, Dương Bách Xuyên đã về đến cố đô, đi thẳng về biệt thự. Đi ra ngoài 3 ngày, trải qua sinh tử nhưng cũng thu hoạch được không ít. Nhặt về hai cô gái xinh đẹp, nhưng đây không phải là ý định ban đầu của Dương Bách Xuyên. Khư Vân là sự giao phó của chị gái trước khi chết, sau khi bước ra từ thế giới ngầm, Khư Vân đã chôn cất chị gái của mình, Dương Bách Xuyên vốn dĩ muốn hỏi cô có kế hoạch gì không. Nhưng Khư Vân đang khóc trước mộ của chị gái. Dù sao thì cô cũng là một đứa trẻ vô gia cư, nên Dương Bách Xuyên cũng không hỏi bất cứ câu nào nữa. Nhìn bộ dạng của Khư Vân lúc đó, anh dường như đã nghĩ mang theo Khư Vân thì sẽ ổn. Nếu dạy phương pháp tu luyện thì cũng coi như là người một nhà rồi. Về phần chị em nhà họ Lục, họ đã là người hầu của cô, có dấu ấn huyết thống tâm linh trong tâm hồn, chị em của họ cũng là thầy bùa nên anh sẽ không để họ đi. Bọn họ đều là những người có thực lực. Sao có thể để họ đi được? Sau khi trở về biệt thự, Độc Cô vô tình nhìn thấy Dương Bách Xuyên nở nụ cười trên môi, cô mở miệng hỏi Dương Bách Xuyên tình hình mấy ngày qua thế nào, cô vẫn rất lo lắng, nhưng sau khi nhìn thấy Lục Vũ Thư và Khư Vân, Độc Cô vô tình cảm thấy tâm trình không tốt một cách khó hiểu. Khi Dương Bách Xuyên giới thiệu họ với nhau, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện giữa ba người phụ nữ. Họ đều đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Hình như họ không thích nhìn thấy nhau thì phải. Trong số ba người, đặc biệt là Độc Cô Vô Tính và Lưu Vũ Thư. Không,
là Lục Tuyết Hy phụ trách thân thể của em gái sau khi xuống xe mới đúng. Độc Cô Vô Tính là bậc thầy của sức mạnh hắc ám cấp 8 trong số các võ sĩ thời xưa, đặc biệt sau khi lấy được một viên bồi nguyên đan, nội lực của cô đã phát triển hơn nữa và đã đạt đến đỉnh cao của sức mạnh hắc ám cấp 8. Cô có sức mạnh và sự kiêu ngạo của mình. Trong cảm giác cô cảm nhận được, Lục Phủ Thư do Dương Bách Xuyên mang đến rất xa lạ, tuy rằng trong mắt cô chỉ là ba tầng hắc ám, nhưng vẻ đẹp của Lục Phủ Thư lại khiến cho Độc Cô Vô Tình trở nên tàn nhẫn và có chút ghen tị. Nhìn cô, khi Dương Bách Xuyên giới thiệu, Độc Cô Vô Tình hừ lạnh một tiếng bằng giọng mũi, trong mắt cô đầy sức mạnh, như thể thề rằng cô là chủ ở nơi này vậy. Nhưng lúc này Lục Tuyết Hy phụ trách thân thể cũng không phải là đèn tiết kiệm nhiên liệu, cô ấy là cung chủ của ma cung ở nội giới Sơn Hải. Ngàn năm trước, cô ấy chính là một cường giả kim đan thật sự, mặc dù cơ sở tu luyện của cô ấy đã rơi xuống cấp 3 của giai đoạn luyện khí hiện tại do cô ấy đang bị thương, nhưng sự kiêu ngạo của cường giả vẫn chưa bao giờ giảm bớt. Đối mặt với sự khiêu khích trong ánh mắt của Độc Cô Vô Tình, Lục Tuyết Hy hừ lạnh một tiếng, trực tiếp khai hỏa, nhìn Độc Cô Vô Tình nói, cô gái nho. Tôi khuyên cô nên làm quen trước mặt lão phu nhân đây, một cổ chiến binh nhỏ bé chỉ có 8 tầng năng lượng hắc ám, tương lai còn dám phô trương trước mặt lão phu nhân, cô có tin là lão phu nhân đây sẽ trở tay trấn áp cô xuống đấy. Tiên sinh nhặt được con hồ ly tinh này ở đâu vậy, cao giọng như vậy, thế lực hắc ám nhỏ bé 3 tầng lại dám lên tiếng điên cuồng trấn áp tôi à? Vậy làm đi, tới thử xem cô có chiến thuật cao cường hay chỉ là mạnh mồm nói ra thôi. Chán sống. Lục Tuyết Hy nheo mắt lại, định chiến đấu với Độc Cô Vô Tình. Độc Cô Vô Tình cũng lấy ra cái vật mềm từ thắt lưng của mình, cô cũng muốn chiến với người kia một phen. Hai người phụ nữ trông giống như những con hổ cái đang tranh giành lãnh thổ. Về phần Khư Vân, cô được coi là một người ôn hòa, đứng ở một bên với đôi mắt sáng, cô nhìn Độc Cô Vô Tình và Lục Tuyết Hy bắt đầu đánh nhau, trái tim cô tan nát, bởi vì Khư Vân nhìn thấy khuôn mặt đã tối sầm của Dương Bách Xuyên. Biết rằng anh đang rất tức giận, trong lòng Khư Vân thầm nghĩ, để cho họ trước mặt tiên sinh làm cho anh mất hết cảm tình thì cô có thể như ngư ông đắc lợi. Quả thực, như Khư Vân quan sát, Dương Bách Xuyên đang rất tức giận. Mẹ nó, kịch nam nói ba nữ nhân một đại diễn, thật là thật thật. Anh không thể hiểu nổi, Độc Cô Vô Tình và Lục Tuyết Hy mới vừa gặp nhau đã muốn xé xác nhau ra rồi, có phải là do không hợp nhau không? Hơn nữa. Dương Bách Xuyên hiểu rằng khi Độc Cô Vô Tình và Lục Tuyết Hy đối đầu, người chịu thiệt thòi cuối cùng vẫn chính là Độc Cô Vô Tình. Đừng nhìn vào sự sụt giảm của Lục Tuyết Hy bây giờ khi tu luyện của cô ấy đã giảm xuống cấp thứ 3 trong giai đoạn luyện khí, nhưng đừng quên rằng trước đây cô ấy là một người tu luyện đến trái đất từ nội giới Sơn Hải. 1000 năm trước, cảnh giới vẫn chưa giảm xuống, linh hồn của cô ấy vẫn đang là kim đan kỳ. Hơn nữa là một cao thủ bùa chú. Một vị sư phụ đã đạt tới Hoàng Kim Đan, làm sao có thể không có một số kỹ thuật tự vệ, Dương Bách Xuyên có bị đánh chết cũng không thể tin được. Chưa kể, đó không phải là vấn đề lớn đối với Độc Cô Vô Tình, một chiến binh cổ đại tàn nhẫn với 8 cấp độ hắc ám. Mà Độc Cô Vô Tình thì sao? Cô có thể là một bậc thầy trong số các chiến binh cổ đại, nhưng nói trắng ra thì cô thực sự không thể đứng ngang hàng trước những người tu luyện được. Nhìn thấy hai người chuẩn bị đánh nhau. Trái tim của Dương Bách Xuyên đập thình thịch, khóe miệng nhếch lên. Anh giận dữ hét lên, các cô thôi ngay cho tôi, đây là nhà của tôi, là nhà của tôi mà, Độc Cô Vô Tình chỉ là bệnh nhân của tôi thôi, tôi có ý tốt đưa cô đi chữa trị, cô làm loạn cái gì? Có thể cho tôi một chút thể diện được hay không hả? Còn cô nữa Lục Tuyết Hy, cô lại càng chỉ là kẻ hầu người hạ của tôi thôi, cô đang khoe khoang cái gì? Nếu muốn đánh nhau thì tìm tôi này. Hãy nhớ kỹ thân phận của các cô, sau này ai làm chuyện đó ở nhà tôi thì tôi sẽ đuổi khỏi đây ngay lập tức. Tôi tự hỏi đều là phụ nữ, tôi không hiểu rõ tại sao cùng là phụ nữ với nhau mà lại đi làm khó dễ nhau là thế nào. Dương Bách Xuyên tức giận chửi bới xong, xoay người đi vào biệt thự, anh thích yên tĩnh, chỉ là mấy người phụ nữ ở cùng nhau sẽ không để anh bớt lo, mấu chốt là bọn họ không phải là người phụ nữ chân chính của anh, lập trường đối lập nhau, đau đầu quá đi. Khi Dương Bách Xuyên rời đi, Độc Cô Vô Tình và Lục Tuyết Hy nhìn nhau, vừa rồi làm cho Dương Bách Xuyên tức giận, thành thật mà nói thì họ vẫn rất sợ hãi. Độc Cô Vô Tình dựa vào Dương Bách Xuyên để chữa trị, tất nhiên cô sẽ không rời đi. Linh hồn của Lục Tuyết Hy bị Dương Bách Xuyên điều khiển,
càng không thể rời đi. Chỉ có Khư Vân mỉm cười đi theo Dương Bách Xuyên vào biệt thự. Không thể chiến đấu, mà cũng không dám nữa, vì vậy Độc Cô Vô Tình cất thanh nhuyễn kiếm trở lại. Mà Lục Tuyết Hy cũng trốn trong biển thức, hoán đổi thân xác của mình với em gái Lục Vũ Thư. Lúc này, Lục Vũ Thư lẩm bẩm nói, em nói rồi mà, đánh nhau không tốt đâu mà chị không chịu tin em, những lời này là cô đang nói với chị gái Lục Tuyết Hy của mình. Sau đó, cô mỉm cười nhìn Độc Cô Vô Tình nói, Độc Cô, em thật xinh đẹp, sau này chúng ta đừng đánh nhau nữa mà hãy sống thật hòa thuận nhé. Nghe thấy lời nói của Lục Vũ Thư, khuôn mặt cứng đờ của Độc Cô Vô Tình run lên một cách mất tự nhiên, từ trong miệng thốt ra một chữ được. Cô không hiểu làm sao người phụ nữ sắp ám sát mình lại nhanh chóng trở nên tốt bụng như vậy trong nháy mắt, trong lời nói còn đang xin lỗi, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhất thời không thích ứng được giống như hai người khác nhau vậy. Độc Cô Vô Tình đương nhiên không biết trên người Lục Vũ Thư đang cất giấu hai linh hồn, nhưng lời nói của đối phương nhẹ nhàng, cô đương nhiên sẽ không keo kiệt mà bày tỏ, cô cũng muốn làm hòa. Bước vào biệt thự, Dương Bách Xuyên nhìn thấy bóng dáng của Kiều Phúc lớn lên rồi trong nháy mắt biến mất, ba người Kiều Phúc ở biệt thự rất đặc biệt, không ai biết về ba người họ, Dương Bách Xuyên cũng không nói cho người khác biết về sự tồn tại của ba người họ. Giấu Kiều Phúc và chị em nhà họ Ngô trong biệt thự chính là một bảo hiểm bí mật. Nhìn Khâu Vân đang đứng phía sau, Dương Bách Xuyên không nói gì, cô gái này là người không gây thêm rắc rối cho mình, không giống như Độc Cô Vô Tình và Lục Tuyết Hy. Khư Vân, tầng 3 là chỗ ở của tôi, có rất nhiều phòng ở tầng 1 và tầng 2, cô có thể tự tìm một phòng cho mình, tôi có việc phải làm ở tầng hầm, bảo họ đừng làm phiền tôi nhé. Vâng, tiên sinh. Sau đó Dương Bách Xuyên bước vào tầng hầm. Trong sảnh ngầm, khi Kiều Phúc và chị em nhà họ Ngô nhìn thấy Dương Bách Xuyên xuất hiện, họ vội vàng chào hỏi nói, chào mừng tiên sinh về nhà. Ở nhà đừng khách sáo quá, mấy ngày nay tôi đi vắng trong nhà không xảy ra chuyện gì chứ. Dương Bách Xuyên dừng lại bảo ba người đứng dậy. Lúc này, anh thấy ba người đều đang nhìn nhau, vẻ mặt rất kỳ quái. Có gì muốn nói thì cứ việc nói đi. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa nhìn vào bộ dạng kỳ lạ của ba người. Thật ra không có chuyện gì, sau khi ngài rời đi, ba người chúng tôi đều đã tu luyện phong đô quyết đến đại thành cấp 1, chúng ta có thể đi giữa thanh thiên bạch nhật. Về sau chúng tôi có thể giúp ngài làm những việc lặt vặt, em gái là người mạnh mẽ nhất, cô ấy đã bước vào giai đoạn thứ 2 của phong đô quyết. Ngô Mặc Hạ chậm rãi nói, đưa ra một tin tức tốt. Mới đây Dương Bách Xuyên giận Độc Cô Vô Tình và Lục Tuyết Hy nên hơi hờn dỗi, không kiểm tra tình hình của cả ba, sau khi nghe những lời của Ngô Mặc Hạ, anh thực sự mới phát hiện ba người đã có sự khác biệt. Trước đây, ba người bọn họ ở trạng thái linh hồn, đi bộ bồng bềnh, bây giờ nhìn bọn họ ba người cũng giống như người bình thường, nếu không phải năng lực trong cơ thể bọn họ tràn ngập một luồng khí lạnh, thì không ai có thể nhìn ra bọn họ chỉ là ba cái linh hồn. Dương Bách Xuyên không biết nhiều về quỷ tu, kể cả sư phụ thiên tà của anh cũng vậy, anh nhớ rằng sư phụ đã nói rằng những người quỷ tu rất đặc biệt và bí ẩn trong cảnh giới tu luyện đặc thù, rất thần bí, không biết ba người họ sẽ có năng lực và thủ đoạn gì sau khi họ tu luyện phong đô quyết thành công, anh không biết rõ điểm mạnh của họ là gì. Tuy nhiên, từ hơi thở của họ, anh cảm giác được sức mạnh trong cơ thể ba người tràn đầy khí lạnh, khiến anh có chút lạnh lẽo, thực lực hẳn là không thua kém gì những chiến binh cổ đại. Đặc biệt là Ngô Mặc Thu nhỏ tuổi nhất, phong đô quyết đã ở giai đoạn thứ 2, hơi thở gấp gáp so với hai chị em Ngô Mặc Hạ và Kiều Phúc, hơi lạnh toát ra từ trên người cô bé thật là dọa người. Có lẽ chín cảnh giới tu luyện của phong đô quyết khác với cảnh giới của người tu luyện, chắc hẳn đã tương đương với cảnh giới lớn của người tu luyện. Việc tu luyện của ba người tiến bộ là điều đáng mừng đối với Dương Bách Xuyên. Tâm trạng chán nản trước đây đã tốt hơn rất nhiều, ba người nói tốt đều động viên anh. Đặc biệt là tiểu loli Ngô Mặc Thu, được Dương Bách Xuyên khen như hoa, cô bé đang rất hạnh phúc. Ngô Mặc Thu không thể không nói với Dương Bách Xuyên, thưa anh, về sau em có thể ra ngoài và sống ở đó không? Em có thể phục vụ anh trong cuộc sống hàng ngày không? Khụ khụ, việc này không vội, về sau em có thể sống ở nơi ngoài, nhưng anh muốn tìm cơ hội thích hợp nói cho những người phía trên, nếu chúng ta hấp tấp quá thì sẽ dọa họ sợ đấy. Về phần Kiều Phúc và Ngộ Mặc Hạ, tạm thời chỉ có thể cảm thấy có lỗi khi vẫn để các người vẫn sống ở dưới đây, hai người đang ẩn trong biệt thự,
sau này tôi sẽ không bảo vệ sự an toàn của biệt thự, cũng không thể cho mọi người biết nơi ở của bạn, được không? Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, anh nhìn Ngọ Mặc và Kiều Phúc. Hai người nhìn nhau đồng thanh nói, ngài đã nghiêm túc như vậy thì chúng tôi có thể chia sẻ những phiền muộn và bảo vệ biệt thự cho ngài, đó là phúc khí của chúng tôi, ngài cứ yên tâm, có chúng tôi cùng ngài sẽ cùng nhau bảo vệ an toàn cho mọi người trong biệt thự này. Câu trả lời của cả hai khiến Dương Bách Xuyên rất hài lòng. Lúc này, Kiều Phúc vẫn còn do dự muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dương Bách Xuyên cau mày nói, Kiều Phúc có chuyện muốn nói thì nói nhanh đi, tuy ba người trên danh nghĩa là người hầu dưới quyền của tôi, nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ coi các ngươi là người hầu cả. Tôi vẫn coi các người như người một nhà mà. Nghe những lời của Dương Bách Xuyên, Kiều Phúc và hai người nọ người đều vô cùng cảm động, cả ba người đều thẳng thắn cho rằng họ chỉ là những người hầu thấp hèn trong thời cổ đại. Kiều Phúc là người nhà, chị em họ Ngô là đào hát, trong xã hội phong kiến cổ đại, họ là tầng lớp tồn tại thấp nhất. Đã bao giờ nghe chủ nói với những người hầu như thế này chưa? Lời nói của Dương Bách Xuyên không phải là mệnh lệnh, mà là giọng điệu thương lượng. Anh lại nói ra câu xem họ như người một nào, cái này làm sao có thể không làm cho ba người họ cảm động cho được. Dù sống từ thời Bắc Tống đến nay đều là ba con ma 800 năm tuổi nên tâm tư của họ vẫn là của người xưa. Nghe Dương Bách Xuyên nói xong, ba người quỳ trên mặt đất nói, chủ nhân thật nhân từ, ba người chúng tôi khó có thể báo đáp, tương lai chúng tôi sẽ là ma của nhà họ Dương. Đời đời kiếp kiếp đều nguyện ý phụng mệnh chủ nhân, có trời cao chứng giám. Dương Bách Xuyên không ngờ rằng anh chỉ quan tâm đến ba người bọn họ và nói mấy câu là người một nhà thôi mà ba người lại có phản ứng lớn như vậy, nhưng anh cũng đã nói những gì mình đã nói trước đó, anh thật sự đã coi ba người bọn họ là người nhà của mình rồi. Điều này thật tốt, ngược lại anh có được lòng trung thành của ba người bọn họ, có thể coi là niềm vui bất ngờ, từ nay về sau nếu có chuyện gì trọng yếu, anh có thể yên tâm giao cho ba người họ làm cùng nhau. Đừng nghiêm trọng quá, mau đứng lên đi. Anh bảo ba người họ đứng dậy. Cuối cùng Kiều Phúc nói, thưa ngài, tôi muốn nói chuyện về hai linh thú của ngài. Chúng lần lượt thức tỉnh vào đêm ngài rời đi, nhưng sau khi tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, con trồn nhỏ không biết chúng ta, nhưng nó vẫn hung hăng tấn công chúng tôi. Cũng may là các linh thú của ngài giao tiếp được với các linh hồn, sau khi chúng tôi giải thích ba người chúng tôi là người hầu của ngài, chúng nó mới không tấn công chúng tôi nữa. Tuy nhiên trồn nhỏ đã mọc ra móng vuốt sắc bén đào một cái động lớn trong căn phòng bí mật, đào thẳng xuống thành một ngôi mộ có độ sâu 30 mét. Sau đó, bầy khỉ cũng theo vào trong ngôi mộ lớn, khả năng ngoại cảm của trồn nhỏ dường như đã tìm thấy thứ gì đó trong ngôi mộ chính, nên hai ngày qua hình như nó vẫn đang đào ngôi mộ chính thì phải. Thưa ngài, ngài nói rằng tình trạng của ngôi mộ chính là không rõ và rất nguy hiểm, vì vậy ba người chúng tôi đã đến thuyết phục trồn nhỏ không nên đào loạn lên như vậy. Để tránh nguy hiểm, không khuyên can cũng được, khuyên can một chút cũng không sao, vì cả ba chúng tôi đều bị trồn nhỏ tóm được. Thưa ngài, nhìn cánh tay của tôi đi, xem nó bị trồn nhỏ làm ra thành hình dạng gì đây này. Nghe lời Kiều Phúc nói, Dương Bách Xuyên nhìn thấy những đường đen trên mặt anh ta, nhìn thấy hai cánh tay của Kiều Phúc và đau buồn đều là những vết xước dài, với thể xác tinh thần của Kiều Phúc nên vết thương vẫn chưa hồi phục. Chị em nhà họ Ngô không bị trồn nhỏ tấn công. Có lẽ là do vì họ là phụ nữ. Kiều Phúc thực sự rất thảm, đã kiện trồn nhỏ trước mặt Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên trong lòng biết Kiều Phúc không làm gì trồn nhỏ vì thể diện của chính mình, vì vậy anh ta chỉ có thể đau khổ. Nhưng trồn nhỏ đi đào mộ chính, anh ta lo lắng thật sự rất nguy hiểm, không thể đả thương trồn nhỏ, nếu không khi tiên sinh trở về sẽ không có cách nào giải thích. Vì vậy mấy ngày nay Kiều Phúc ngày nào cũng đến ngăn cản trồn nhỏ, ngày nào cũng bị trồn nhỏ quào. Kiều Phúc, vết thương của cậu có nặng không? Dương Bách Xuyên không biết phải làm thế nào để giúp Kiều Phúc hồi phục vết thương của anh ta là một linh hồn, không phải là một thể xác, Dương Bách Xuyên thực sự không biết phải làm thế nào. Thưa ngài, yên tâm là vài ngày nữa những vết thương này sẽ bình phục thôi. Nói mới nhớ, trồn nhỏ của ngài là một dị thú của trời đất. Sau khi nó tỉnh lại, móng vuốt có mang theo một ít linh khí, rất kỳ lạ, nếu chỉ là một vết xước bình thường, thì tôi sẽ ngay lập tức có thể phục hồi, ngay cả khi một con dao xuyên qua tôi cũng không sao cả, nhưng móng vuốt của trồn nhỏ thực sự rất mạnh. Tiên sinh, tốt nhất là mau ngăn trồn nhỏ lại đi,
nếu nó đào xuyên qua ngôi mộ chính, tôi sợ nó và con khỉ sẽ gặp tai nạn. May mà ngôi mộ chính được xây bằng đá sắt đen, nên chồn nhỏ đã đào rất lâu nhưng không thể đến được chủ của ngôi mộ chính. Kiều Phúc nói với vẻ mặt lo lắng. Dương Bách Xuyên gật đầu rồi vội vàng bước vào hầm rượu. Đi vào, ở góc đông bắc của hầm rượu, Kiều Phúc chỉ vào một cái lỗ có đường kính 1,5 feet và nói, thưa ngài, đây là cái hố do chồn nhỏ đào, nó và con khỉ đã vào từ chỗ này. Mặt của Dương Bách Xuyên đen như đá núi lửa, cái lỗ nhỏ này chỉ chồn và khỉ mới có thể chui vào được, anh tất nhiên là không chui vào được cái lỗ bé tí này, cho nên anh nói với Kiều Phúc anh đi xuống gọi chồn và khỉ rồi nói là tôi đã về rồi. Vâng, thưa ngài, chờ tôi một lát. Nói xong, bóng dáng của Kiều Phúc mở đi, hóa thành một làn khói đen rồi chui vào trong hố. Dương Bách Xuyên biết linh thể của một quỷ tu có thể biến thành bất kỳ hình thức nào và xuyên qua bất kỳ vật thể nào, đương nhiên nó chỉ ám chỉ những vật thể bình thường, nếu có linh thể như hình thành thì nó không thể xuyên qua được. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Kiều Phúc có thể trực tiếp thoát khỏi Dương Bách Xuyên, anh thật hâm mộ những tài năng thiên phú này của những quỷ tu. Nếu không phải cái hố do chồn nhỏ đào quá bé thì Dương Bách Xuyên còn muốn xuống xem ngôi mộ lớn của ba người Kiều Phúc trông như thế nào. Đó là ngôi mộ của triều đại nào, nhưng đáng tiếc là mặc dù ba người Kiều Phúc đến từ triều đại Bắc Tống, nhưng họ lại là những người cấp thấp nhất thuộc triều đại Bắc Tống, kiến thức không nhiều, cũng không biết cái gì là mộ lớn. Sau khoảng 8, 9 phút, có tiếng cót két từ trong hang truyền đến. Dương Bách Xuyên quay tai để nghe giọng của chồn nhỏ Hương Hương và Hầu Đậu Đậu. Ngay sau đó, một bóng vàng bay ra khỏi lỗ và lao thẳng vào vòng tay của Dương Bách Xuyên. Chi chi! Tiếng kêu đầy vui sướng, đó là của chồn nhỏ Hương Hương. Sau đó, Hầu Đậu Đậu cùng kêu chi chi, chui ra khỏi lỗ, bất ngờ nhảy lên vai Dương Bách Xuyên. Một luồng khí đen xuất hiện, biến thành hình dáng của Kiều Phúc. Sau khi nói hết lời vất vả với Kiều Phúc, ba người ra khỏi căn phòng bí mật của hầm rượu, đóng cửa căn phòng bí mật, để lại thời gian cho Dương Bách Xuyên và hai con linh thú. Sau khi ba người Kiều Phúc đi ra ngoài, Dương Bách Xuyên cẩn thận xem xét sự biến hóa của chồn nhỏ, trước khi anh đi nó còn đang say ngủ, lúc đó những thay đổi trên người chồn nhỏ đều là sự tiến hóa của huyết thống, lông tóc trên người đều bị Hầu Đậu Đậu trêu chọc đều vẫn chưa mọc ra. Bây giờ nó trông rất khác. Đầu tiên, lông trên cơ thể chồn nhỏ ngày càng mềm và mượt hơn. Trước đây nó có màu vàng nhạt, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn biến thành vàng ròng, trên thân tản ra một luồng sáng nhẹ, lông trên toàn thân nó đầy lông mới sinh. Một đôi mắt tròn xoe trông có vẻ tinh anh hơn. Về phương diện tâm linh, Dương Bách Xuyên cũng phát hiện ra chồn nhỏ bây giờ có một luồng khí mờ nhạt trong cơ thể nó, mặc dù nó rất yếu, nhưng đó là một luồng khí rất thuần khiết. Đây là một linh thú thực sự. Có thể nói, từ nay về sau, chồn nhỏ đã hoàn toàn tách ra khỏi hàng ngũ thần thú, gọi là linh thú. Có linh khí linh căn là có thể tiếp tục tiến hóa theo hướng cao cấp hơn, cho đến khi đạt đến đỉnh cao nhất, huyết thống trở về với tổ tiên, trở thành chồn thần bay mà sư phụ từng nói với anh. Tất nhiên, con đường này sẽ rất khó khăn, mức độ có thể tiến triển phụ thuộc vào cách sáng tạo của chính chồn nhỏ. Nói tóm lại, Dương Bách Xuyên rất vui vì chồn nhỏ thực sự có thể bước vào hàng ngũ linh thú. Chồn nhỏ giỏi lắm, đã tiến hóa thành linh thú rồi, về sau sẽ có thể hấp thụ tinh hoa của đất trời, mày phải cố gắng lên nhé. Chi chi. Điều mà Dương Bách Xuyên không ngờ là chồn nhỏ đã đồng ý với một tiếng kêu chi chi trong miệng, còn gật đầu hai cái, như thể nó hoàn toàn hiểu lời của Dương Bách Xuyên. Trong lòng vui mừng khôn xiết. Dương Bách Xuyên đã trò chuyện thêm vài câu với chồn nhỏ, anh thực sự thấy rằng nó hoàn toàn có thể hiểu lời anh, IQ của nó dường như đột nhiên tăng lên ngang với một đứa trẻ 11, 12 tuổi. Chấm. Ngoài việc không biết nói, hiện tại không có sự khác biệt nào giữa chồn nhỏ và đứa trẻ 11, 12 tuổi cả. Dương Bách Xuyên biết rằng chỉ cần chồn nhỏ tiếp tục tiến hóa, thì một ngày nào đó nó không phải không có khả năng nói được tiếng người, bởi vì sư phụ đã nói. Trong thế giới tu luyện, có linh thú và quái vật, chúng đều thậm chí có thể biến thành con người. Anh lấy ra một ít quả thơm màu đỏ từ trong nồi càn khôn để đưa cho chồn nhỏ và Hầu Đậu Đậu. Dương Bách Xuyên đặt chồn nhỏ xuống, hỏi, Hương Hương, mày được coi là đã tiến hóa huyết thống của mình rồi. Theo như lời sư phụ tao nói thì sau khi tiến hóa huyết thống của linh thú sẽ có siêu năng lực bẩm sinh.
mày có thể cho tao xem một chút sức mạnh siêu nhiên của mày được không? Dương Bách Xuyên nói xong, ánh mắt đầy mong đợi nhìn chồn nhỏ. Lúc này, cái đầu nhỏ của chồn nhỏ nghiêng đầu qua, như đang suy nghĩ về lời nói của Dương Bách Xuyên, sau đó hai mắt sáng lên, nó đứng thẳng người vươn hai bàn chân nhỏ phía trước ra. Sau đó, khi Dương Bách Xuyên mở to mắt, anh thấy trên móng vuốt lông nhỏ của chồn nhỏ có những cái màu vàng kim bắt đầu mọc với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó dừng lại khi đã phát triển được hơn 4 inch, có 5 móng tay giống như móng tay người, tương đương với 5 móng tay vàng. Tuy nhiên, nhìn một lúc lâu, Dương Bách Xuyên vẫn không thấy có gì độc đáo nên đã nói, không có gì đặc biệt, chỉ là móng tay đã dài ra một chút thôi mà. Chi chi. Nghe những lời Dương Bách Xuyên nói, chồn nhỏ gằn giọng kêu chi chi, như thể phản đối, sau đó dưới cái nhìn của Dương Bách Xuyên, chỉ thấy chồn nhỏ giơ chiếc chân nhỏ của mình lên rồi múa may một chút trên mặt đất. Xoẹt. Nó nghe như một con dao sắc bén đang cắt dưa hấu. Ngay sau đó, sàn đá cẩm thạch dày như ngón tay trong hầm rượu được đánh dấu 5 vết sâu như đậu phụ dưới móng vuốt của chồn nhỏ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lúc này, hai móng vuốt của chồn nhỏ múa may cùng một lúc. Trong một thời gian, sàn của hầm rượu rơi vãi đầy gạch vụn. Dương Bách Xuyên vừa nhận ra đã vội vàng bảo dừng lại đi, đồ quỷ nhỏ, mày định phá hủy nơi này sao? Nếu không ngăn chồn nhỏ lại, Dương Bách Xuyên tin rằng dưới móng vuốt sắc nhọn của nó, tầng hầm sẽ bị nó phá hủy chỉ trong vòng ít phút. Bây giờ có thể thấy rằng sức mạnh siêu nhiên trong quá trình tiến hóa của chồn nhỏ đã không xuất hiện, nhưng móng vuốt của cơ thể nó đã thay đổi, những chiếc móng dài và sắc nhọn chính là vũ khí sau quá trình tiến hóa của nó. Phá sàn đá cẩm thạch dày một phút nhẹ nhàng như cắt dưa hấu hay đậu phụ dưới móng vuốt sắc bén của chồn nhỏ. Sau khi chồn nhỏ dừng lại, Dương Bách Xuyên trong lòng vừa động từ càn khôn hồ không gian lại ra tới, nhưng anh đã thoát ra khỏi cặp đoản đao mà anh có được khi chặt đầu Sura ở quê nhà. Chồn nhỏ, mày thử xem móng vuốt của mày để cắt đứt cặp đoản đao này không? Dương Bách Xuyên muốn làm một bài kiểm tra, nếu chồn nhỏ có thể cắt được đoản đao làm bằng thép thì quả là tuyệt vời. Ngay khi anh nói xong, leng keng, anh chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một tia sáng, đoản đao trong tay bị móng vuốt của chồn nhỏ cắt ra, hơn nữa là hai nhát cắt vào nhau. Xì Dương Bách Xuyên nhìn chồn nhỏ có thân hình không lớn hơn một con mèo, anh hít hà một hơi. Điều này, thật là tuyệt vời. Anh cẩn thận kiểm tra các bàn chân nhỏ của chồn nhỏ, chúng không hề bị tổn thương gì cả. Điều này cho thấy cặp móng vuốt của chồn nhỏ còn cứng hơn cả thép. Sau khi im lặng vài phút, Dương Bách Xuyên bật cười thành tiếng, chồn nhỏ có một đôi móng vuốt sắc và cứng như vậy, sau này nếu không gặp được cao thủ thì sẽ không sao, làm không thể ăn mệt sẽ là nào đó xui xẻo trứng. Sau đó, Dương Bách Xuyên đã nghiêm túc cảnh báo chồn nhỏ và hầu đậu đậu rằng đừng đến ngôi mộ dưới lòng đất để làm trò ngu ngốc, sư phụ đã cảnh báo anh rằng ngôi mộ dưới lòng đất rất kỳ lạ. Vì vậy tốt hơn hết anh nên đến trúc cơ kỳ và nhìn xuống đó, nếu là chồn nhỏ thực sự đào ngôi mộ chính, nó có thể gây ra một thảm họa lớn. Trước lời cảnh báo của Dương Bách Xuyên, lúc đầu chồn nhỏ chi chi kêu to, ra hiệu bằng hai móng vuốt nhỏ, bày tỏ với Dương Bách Xuyên rằng có những thứ tốt trong lòng đất nhất định phải được nhìn thấy. Dương Bách Xuyên biết chồn nhỏ có biệt tài săn kho báu, nhưng đối với những nơi mà sư phụ đã cảnh cáo, anh vẫn lựa chọn tin tưởng và nghe theo lời của sư phụ. Không thể lộn xộn, đi thì nhất định phải đi, nhưng không phải bây giờ, đi sau khi căn cứ tu luyện đạt đến trúc cơ kỳ thì đi cũng không muộn, dù sao biệt thự là của anh, chạy trốn cũng không được. Để cảnh cáo chồn nhỏ vẫn chưa từ bỏ ý định, Dương Bách Xuyên mặt mũi tối sầm đã gầm lên với chồn nhỏ, cấm nó xuống lăng mộ rồi tiện tay lấp hố, nghiêm túc cảnh báo chồn nhi không được đi xuống căn phòng bí mật dưới lòng đất. Sự tức giận của Dương Bách Xuyên khiến chồn nhỏ suýt khóc như một đứa trẻ. Nhưng Dương Bách Xuyên ngoan cố nắm lấy chồn nhỏ bằng tay trái, tay phải nằm hầu đậu đậu bước ra khỏi căn phòng bí mật dưới lòng đất. Vết thương của hầu đậu đậu đã lành sau khi uống một viên đan dược, nhưng tiếc là hầu đậu đậu không có sự tiến hóa huyết thống, nhưng so với hầu đậu đậu của trước đó, nó nhìn có tinh thần hơn nhiều. Cuối cùng nó cũng sẽ tiến hóa thành một linh thú thực sự thôi. Sau khi đi lên từ căn phòng bí mật ở tầng hầm, trong phòng khách, anh ném chồn nhỏ và hầu đậu đậu xuống đất để cho chúng nó tùy ý hoạt động. Chỉ là sau khi bước lên phía trên, Dương Bách Xuyên đã phát hiện một cảnh tượng khiến anh mở rộng tầm mắt,
Thật ra anh phát hiện Độc Cô Vô Tình đang cùng Lục Vũ Thư và Khư Vân đang trò chuyện trong phòng khách, vừa tán gẫu vừa cười. Vẻ ngoài ngọt ngào và thân thiện đó chỉ đơn giản như những cô bạn gái trong phim thần tượng. Bỏ qua Khư Vân, cô kiệm lời, sức lực của cô tương đối yếu, cho nên cô không có xung đột với Độc Cô Vô Tình. Nhưng hai người kia, đây có phải hai người vừa mới rút kiếm đối mặt với nhau lúc này không? Khi cả ba nhìn thấy Dương Bách Xuyên bước ra từ căn phòng bí mật dưới lòng đất, họ lần lượt đứng lên, Độc Cô Vô Tình nhìn Dương Bách Xuyên, cô ta nhỏ giọng nói, tôi xin lỗi, thưa ngài, trước đây tôi thật nhẫn tâm và thiếu hiểu biết, xin ngài tha thứ cho tôi. Thực xin lỗi chủ nhân, lúc trước là chị tôi cũng biết sai rồi. Là Lục Vũ Thư lên tiếng, cô muốn nói chị gái mình sai, nhưng lại nghĩ rằng mình có bí mật của song sinh linh hồn, tốt hơn hết là đừng để người khác biết về điều đó, rõ ràng đó là lỗi của cô. Lần này, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra Lục Vũ Thư là phụ trách thân thể, không hổ là cô có thể giảng hòa với Độc Cô Vô Tình, Lục Vũ Thư là một cô gái tốt bụng, thậm chí là hơi ngỗ, cô sẽ không cãi nhau với Độc Cô Vô Tình, chắc là nhờ tính cách của cô nên mới có thể hòa giải với Độc Cô Vô Tình. Đúng vậy. Hòa hợp quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, vậy thôi. Cuối cùng thì Dương Bách Xuyên cũng có tâm trạng tốt. Lúc này, Độc Cô Vô Tình nói, thưa ngài, ba người chúng tôi muốn ra ngoài mua quần áo, ngài có thể cho chúng mượn xe của ngài không? Không sao, để tôi lấy chìa khóa cho các cô. Dương Bách Xuyên vui vẻ nói, nhưng anh đang nghĩ mình nên mua một chiếc xe khác. Vừa dứt lời, điện thoại của anh vang lên, vừa nhấc máy đã là một dãy số xa lạ. Anh còn chưa chuẩn bị các ranh giới, nhưng lần thứ hai nhớ ra, Dương Bách Xuyên lập tức trả lời điện thoại, alo, ai đấy? Lúc này, giọng nói của một người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia đầy uy nghiêm, cậu có phải là Dương Bách Xuyên không? Là tôi đây. Xin chào, tôi là ba của Lâm Hoan, con gái tôi sắp chết rồi, hôm nay đột nhiên nhắc đến cậu, con bé muốn gặp cậu, cậu bạn của Lâm Hoan, cậu có thể đến bệnh viện quân y gặp nó không? Ba của Lâm Hoan nói. Sau khi nghe thấy lời này, đầu óc của Dương Bách Xuyên như có một trận sấm chớp đánh xẹt qua, cả người rơi vào khoảng không, sắc mặt thay đổi rất nhiều. Đầu óc anh chỉ toàn câu nói, con gái tôi sắp chết. Ngay sau khi lấy lại tinh thần, anh lao nhanh ra khỏi cửa mà không chào ba người Độc Cô Vô Tình. Dương Bách Xuyên lái xe đi như điên, tim đập rất nhanh, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với Lâm Hoan, người phụ nữ đầu tiên của mình. Sau khi trở về quê nhà, Lâm Hoan gọi điện thoại, lúc ấy anh đã đến thung lũng nhỏ của Hầu Đậu Đậu, sau khi trở về Trung Quốc, anh gọi cho cô không được, sau khi anh đến công ty, Lưu Tích Kỳ nói rằng Lâm Huân đã xin nghỉ phép để về nhà rồi. Khi đó, Dương Bách Xuyên không quan tâm, dù sao cô chỉ xin nghỉ phép để về nhà, nghĩ đợi cô trở về, nhưng kết quả là một loạt việc bận rộn khiến anh quên mất chuyện của Lâm Hoan. Sau nhiều ngày, không ngờ lại nhận được cuộc gọi của ba Lâm Hoan, nhưng lại là thông báo cô sắp chết. Vừa lái xe, tim Dương Bách Xuyên vừa đập thình thịch, chống lại sự hoảng loạn trong lòng, anh nhanh chóng lái xe đến bệnh viện quân y ở Cố Đô. Dọc đường, anh suy nghĩ, Lâm Hoan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mắc bệnh nan y hay gặp tai nạn? Nếu là bệnh, anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để cứu cô. Nửa giờ sau, Dương Bách Xuyên chạy như đua xe vội vàng đến bệnh viện quân y Cố Đô. Lúc này anh mới nhớ mình quá lo lắng hỏi thăm phường, lấy điện thoại ra gọi lại, vẫn là ba của Lâm Hoan, hỏi thăm số phòng là 402. Vừa đến nơi, Dương Bách Xuyên lo lắng không đợi thanh máy mà trực tiếp chạy như điên lên tầng 4. Sau cánh cửa phòng bệnh, đôi tay Dương Bách Xuyên run rẩy gõ cửa. Anh rất lo lắng không biết tình hình sẽ tồi tệ như thế nào. Cánh cửa mở ra, do một người phụ nữ trung niên ngoài 50 tuổi mở cửa, trông bà ấy có chút giống với Lâm Hoan, chắc là Dương Bách Xuyên nhận ra đây là mẹ của Lâm Huân, khóe mắt ửng hồng, sưng đỏ, trông bà ấy thật tiểu tụy, bà ấy đã khóc. Dì ơi, cháu là Dương Bách Xuyên. Tiểu Dương đến rồi, mau vào đi, hôm nay Hoan Nhi có nhắc tới cậu, nói rằng cậu là bạn học của con bé, vất vả cho cậu rồi. Câu trả lời của bà ấy là thừa nhận rằng bà ấy chính là mẹ của Lâm Hoan. Dương Bách Xuyên gật đầu, anh bước vào phòng bệnh là thuộc một dãy phòng cao cấp, có phòng tắm và phòng khách, mọi thứ đều rất đầy đủ. Sau khi bước vào, một người đàn ông trung niên trang nghiêm từ trên sofa đứng dậy,
ông ấy cũng trạc tuổi 50, dưới mắt có quầng thâm, như thể đã thức cả đêm, hẳn đây chính là ba của Lâm Hoan. Dương Bách Xuyên đi tới chào một tiếng, chào chú, cháu là Dương Bách Xuyên. Tôi là Lâm Trấn Hải, ba của Lâm Hoan, bà ấy là vợ tôi tên là Hà Mai, tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Lâm Trấn Trải khàn giọng nói. Dương Bách Xuyên nói với tâm trạng thấp thỏm rằng anh nên làm vậy. Trước mặt Lâm Trấn Hải, anh cảm thấy căng thẳng không thể giải thích được. Về phần ba của Lâm Hoan, Lâm Trấn Hải, anh biết rằng ông ấy trong Ủy ban Kỷ luật Cố Đô. Anh có từng nhìn thấy ông ấy trên TV nhưng không biết đối phương là ba của Lâm Hoan. Danh tiếng của ông chủ Ủy ban Kỷ luật này ở Cố Đô rất vang, nổi tiếng là người ngay thẳng không vụ lợi. Theo tình huống của Lâm Hoan, lẽ ra Lâm Hoan không nói với bố mẹ về chuyện anh và cô, nếu không Lâm Trấn Hải sẽ không khách sáo như vậy. Chú, gì, Lâm Hoan cô ấy, Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi. Con bé vừa nói, anh ngồi xuống trước đã, Lâm Trấn Hải nói. Dương Bách Xuyên chống lại ý muốn xông vào nhìn Lâm Hoan, nghe xong lời này của ông ấy, anh vẫn cố nhịn ngồi trên sofa, vì vừa mới ngủ say nên không nên quấy rầy cô. Anh nghĩ nên tìm hiểu tình hình của Lâm Hoan từ vợ chồng Lâm Trấn Hải. Khi được hỏi vô tình trạng của Lâm Hoan, Lâm Trấn Hải thở dài, Hoan Nhi mắc bệnh nan y. Sau đó vợ chồng Lâm Trấn Hải nói với đôi mắt đỏ hoe về lý do dẫn đến tình trạng của Lâm Hoan. Theo lời Lâm Trấn Hải, Lâm Hoan đột nhiên đổ bệnh, ông ấy nói rằng sau khi trở về nhà lần trước, cô đột nhiên bị ốm không rõ lý do, lúc đầu cô cảm thấy lạnh khắp người, tưởng là cảm lạnh, nhưng sau khi uống thuốc vài ngày, bệnh tình của cô trở nên nghiêm trọng hơn và cuối cùng cô bị ngất xỉu ở nhà. Lần này gia đình chú ý hơn, đưa cô đi khám nhưng bệnh viện không tìm ra bệnh, cả bệnh viện lớn Yến Kinh và Mộ Đại đều cho kết quả như nhau, cuối cùng kết quả khám bệnh do bệnh viện đưa ra. Nói trắng ra, tổn thương XS là một vấn đề với tế bào máu, tương tự như bệnh bạch cầu. Nhưng không giống như bệnh bạch cầu, huyết cầu trong máu của Lâm Hoan cực kỳ lạnh, dần dần đông lại. Cuối cùng máu lưu thông chậm hơn người thường gấp nhiều lần. Nếu như lưu thông máu của người bình thường là 10, thì lưu lượng máu của Lâm Hoan chỉ có 5 thôi. Lúc đầu, tốc độ chu kỳ là 8, nhưng sau đó mỗi ngày nó ngày càng chậm hơn, trong vài ngày qua đã giảm xuống chỉ còn 5. Máu hầu như không di chuyển trong cơ thể, mỗi ngày thức dậy ngày càng ít hơn, những ngày này, cô cơ hồ thức dậy 3 ngày một lần. Hôm nay cô mới thức dậy một lần. Giờ lại ngủ mất, sau khi tỉnh dậy một lát có nhờ ba mẹ gọi điện cho Dương Bách Xuyên, nói muốn gặp bạn học cũ lần cuối. Theo bác sĩ, việc máu lưu thông chậm của Lâm Hoan đã khiến các chức năng của cơ thể ngừng hoạt động, nên đã đưa ra thông báo lo hậu sự cho cô vào sáng mai. Dương Bách Xuyên nghe xong trong lòng run lên, nhìn vợ chồng Lâm Trấn Hải và nói, chú và dì, cháu có thể xem tình trạng của Lâm Hoan thế nào không? Dương Bách Xuyên cảm thấy rất áy náy. Trong lòng anh rất lo lắng, lúc nào cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nguyên nhân của việc này quá lạ lùng, muốn đi vào xem xét, nếu đó chỉ là một căn bệnh thì anh đã chắc chắn sẽ dốc hết sức để cứu Lâm Hoan. Đi, tôi chỉ không biết Hoan Nhi có tỉnh lại hay chưa. Lâm Trấn Hải khàn giọng nói. Dương Bách Xuyên đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy Lâm Hoan nằm trên giường bệnh gầy gò xanh xao, trong lòng anh cảm thấy một trận đau nhói. Kể từ lần về quê gần đây nhất. Đã một tháng nay anh không gặp cô. Lúc này, Dương Bách Xuyên đối mặt với Lâm Hoan tràn đầy tự trách, anh hận chính mình, tại sao lúc đầu không chịu nghe điện thoại của Lâm Hoan để tìm cô, nếu âm dương hai người tương hợp vì chuyện này, anh sẽ không bao giờ buông bỏ cô trong suốt quãng đời còn lại của mình. Bước tới ngồi trước giường bệnh, nắm tay Lâm Hoan, Dương Bách Xuyên run giọng nói, xin lỗi Hoan Nhi, tôi đến muộn rồi. Khuôn mặt Lâm Hoan tái nhợt, hai mắt nhắm chặt. Trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi thở của cô rất yếu, nắm lấy tay Lâm Hoan, anh phát hiện mạch đập hầu như không còn nữa, Dương Bách Xuyên nghĩ cô đã chết. Đang điên cuồng vận chân khí chạy trong cơ thể của Lâm Hoan, Dương Bách Xuyên bắt đầu kiểm tra tình hình trong cơ thể của Lâm Hoan. Ngay khi năng lượng chân khí xâm nhập vào cơ thể Lâm Hoan, lông mày của Dương Bách Xuyên đột nhiên giật giật, một luồng khí lạnh lẽo và u ám xông thẳng vào mặt anh, sức mạnh có thể cạnh tranh với năng lượng chân khí của anh. Điều này thực sự khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên. Chi khí lạnh lẽo trong cơ thể Lâm Hoan rất giống với chi khí của Kiều Phúc và chị em họ Ngô, Dương Bách Xuyên có thể chắc chắn rằng đây là loại khí tức trong cơ thể Kiều Phúc, thậm chí khí lạnh còn tốt hơn một bậc.
Ngay lập tức, trái tim của Dương Bách Xuyên trở nên lạnh lẽo, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, đó là bệnh của Lâm Hoan có thể là do nhân tạo hoặc do nguyên nhân bên ngoài nào khác. Tuy rằng khí tức lạnh trong cơ thể Lâm Hoan có thể tranh đoạt với năng lượng chân chính trong cơ thể anh, nhưng sau khi Dương Bách Xuyên gia tăng lưu thông chân khí, anh vẫn có thể ép khí lạnh lui ra. Chân khí của anh cực kỳ thuần khiết và trong sáng, chính là kẻ thù của loại khí âm lạnh lẽo, anh chỉ cần cố gắng hết sức là có thể khống chế được loại khí này. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, chân khí có thể đối phó với luồng khí lạnh lẽo trong cơ thể Lâm Hoan, điều này chứng tỏ có thể cứu được tính mạng của cô, với điều kiện phải trục xuất linh khí lạnh lẽo trong cơ thể cô ra ngoài. Rắc rối duy nhất bây giờ chính là khí lạnh trong cơ thể Lâm Hoan đã lan đến mọi nơi trên cơ thể cô. Chỉ cần có huyết mạch để sẽ có luồng khí lạnh lẽo này. Anh phải gom luồng khí lạnh lan tỏa trong cơ thể vào một chỗ trước khi cố gắng loại bỏ nó ra ngoài. Lúc này anh đã nghĩ ra cách giải quyết, anh sẽ sử dụng thuật M Dương Ngũ Hành Kim, thử với 108 kim và dương kim, chắc có thể tạm thời áp chế luồng khí lạnh trong cơ thể Lâm Hoan dồn vào một chỗ. Tuy nhiên, để tiến hành châm cứu, trước tiên phải được sự đồng ý của cha mẹ Lâm Hoan. Loại khí lạnh này rất giống với luồng khí của Kiều Phúc và hai chị em họ Ngô, để an toàn, Dương Bách Xuyên sẽ trở về và đưa cho Kiều Phúc xem xét. Sau khi bước ra khỏi phòng, Dương Bách Xuyên trực tiếp nói, chú và dì, cháu nghĩ cháu có thể chữa khỏi bệnh cho Lâm Hoan. Bây giờ cháu cần sự đồng ý của hai người. Nếu có thể, cháu sẽ về chuẩn bị một chút sau đó cháu quay lại rồi bắt đầu tiến hành. Vợ chồng Lâm Trấn Hải đã rất sốc khi nghe những lời của Dương Bách Xuyên. Mẹ của Lâm Hoan đã bật khóc, bà ấy lo lắng hỏi, Tiểu Dương, con thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho con bé. Thật ra vợ chồng Lâm Trấn Hải đã chuẩn bị tâm lý sau khi nhận được giấy báo lo hậu sự của bệnh viện, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Hai vợ chồng đau lòng khôn tả, bọn họ chỉ có mỗi một cô con gái, mất đi rồi thì không biết sau này cuộc sống của họ sẽ ra sao. Khi Dương Bách Xuyên nói câu, cháu có thể chữa khỏi cho Lâm Hoan. Giống như một sợi dây cứu mạng lọt vào tai của hai vợ chồng, thật ra thì cả hai không tin vào Dương Bách Xuyên cho lắm. Các bác sĩ nổi tiếng ở các bệnh viện lớn trên cả nước còn không có cách nào chữa trị cho con gái họ, huống hồ Dương Bách Xuyên chỉ là một tên nhóc ngoài 20 tuổi, làm sao có thể chữa hết bệnh cho con gái họ được. Trong lòng họ không tin thì không tin, nhưng dù sao họ cũng không muốn để mất con gái mình. Như thể nắm được một cọng rơm để cứu mạng, mẹ của Lâm Hoan. Hà Mai, bà ấy run run hỏi Dương Bách Xuyên. Về vấn đề này, Dương Bách Xuyên kiên quyết trả lời, cháu có thể. Trong lòng Dương Bách Xuyên, cho dù là cửa địa ngục, chưa kể trong người cô lạnh ngắt, dù không còn cách nào hay có phiền thế nào, anh vẫn phải đưa được cô trở về từ cõi chết. Anh có niềm tin vào bản thân. Lâm Trấn Hải thì lý trí hơn, mặc dù không tin Dương Bách Xuyên có thể chữa khỏi bệnh cho con gái mình. Nhưng không thể chịu đựng được nỗi buồn của vợ nên ông ấy cũng gật đầu đồng ý. Dương Bách Xuyên rời bệnh viện quân y trở về biệt thự, anh vội vã đi đến căn phòng bí mật dưới lòng đất để tìm ba người Kiều Phúc, anh định để Kiều Phúc đi theo để xem có phải cảm giác ớn lạnh trên người của Lâm Hoan có giống như của những quỷ tu hay không, nếu giống nhau thì Kiều Phúc có thể hấp thụ nó. Tuy nhiên, Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ đã đề nghị Ngô Mặc Thu đi theo Dương Bách Xuyên. Vì Ngô Mặc Thu tuy tuổi còn nhỏ nhưng cô bé đã tu luyện được cấp bậc cao hơn cả anh ta và Ngô Mặc Hạ. Dương Bách Xuyên suy nghĩ một hồi thì đồng ý, anh đưa cô bé Loli Ngô Mặc Thu đến bệnh viện. Khi bước ra khỏi căn phòng dưới tầng hầm, anh đã lo lắng độc cô vô tình sẽ nhìn thấy Ngô Mặc Thu, nhưng sau khi bước ra ngoài, Ngô Mặc Thu nói với anh, thưa ngài, đừng lo lắng về sự tồn tại của em, chỉ có quý nhân đã vượt qua linh hồn với em mới có thể nhìn thấy được em. Những người khác không thể nhìn thấy được đâu. Chắc chắn, ba người độc cô vô tình không nhận thấy sự tồn tại của Ngô Mặc Thu bên cạnh anh, họ chỉ hỏi Dương Bách Xuyên chuyện gì đã xảy ra và liệu họ có thể giúp được gì cho anh không. Dương Bách Huyên nói với họ đừng lo lắng, anh cũng không nói nhiều nữa, anh mang theo Ngô Mặc Thu lần nữa đến bệnh viện quân y. Lúc xuống xe, anh lấy từ trong gian nồi càn khôn ra chiếc kim bạc đã chuẩn bị từ sớm. Sau khi quay lại phòng bệnh, bởi vì Dương Bách Xuyên nói rằng anh muốn châm cứu, cha mẹ của Lâm Hoan cũng tỏ ý hiểu rõ, rời khỏi phòng bệnh đợi ở bên ngoài. Trong phòng bệnh, Dương Bách Xuyên đã nhờ cô nhóc Ngô Mặc Thu kiểm tra năng lượng âm và năng lượng lạnh trong cơ thể Lâm Hoan, rốt cuộc có giống với âm khí quỷ tu của họ không, có là có thì có giải pháp nào không?
Tiểu loli Ngô Mặc Thu bước tới, cũng đưa tay lên cổ tay Lâm Hoan kiểm tra, trong chốc lát cô bé nói, thưa ngài, linh khí lạnh lẽo trong cơ thể chị gái này không phải là linh lực của người quỷ tu, nhưng nó không mâu thuẫn với linh khí lạnh lẽo mà người quỷ tu chúng em hấp thụ, em có thể hấp thụ hết, thậm chí nó sẽ giúp ích được cho em. Loại linh khí âm và lạnh này nên được tạo ra trong một loại vật thể nào đó, có nghĩa là nó có khả năng là linh khí do một loại bảo vật trời đất âm dương lạnh lẽo nào đó tạo ra, không biết tại sao nó lại xuất hiện trong cơ thể của chị gái này. Đối với thể xác tinh thần của chúng em mà nói thì luồng khí lạnh này là một liều thuốc bổ tuyệt vời, nhưng đối với người sống, nó là một loại khí độc chết người, nếu em đoán không lầm, hẳn là có người cố ý để chị gái này hấp thụ luồng khí lạnh nên mới dẫn tới tình trạng này. Sau khi nghe Ngô Mặc Thu giải thích, Dương Bách Xuyên đột nhiên muốn giết người, nghiêm giọng hỏi, Thu Nhi có thể có bằng chứng để chứng minh rằng đó là do con người tạo ra không? Thưa anh, em có thể, em vừa kiểm tra thì phát hiện trong miệng của chị này có một dị vật rất nồng nặc mùi âm khí, nguyên nhân là do ăn uống, anh có thể thấy môi của chị này có màu xanh lam có chút xương bạc, đây cũng chính là minh chứng rõ ràng nhất. Ngô Mặc Thu nghiêm túc nói. Dương Bách Xuyên thấy đúng là môi của Lâm Hoan rất lạnh, trên răng còn có một vệt đỏ thức ăn. Thu Nhi, nếu nhờ em tìm manh mối, em có thể tìm ra nguồn gốc của món ăn này không? Dương Bách Xuyên hỏi. Thưa ngài, em có thể thử nó. Sau khi phong đô quyết đạt đến cấp độ thứ hai, em đã có được một loại sức mạnh siêu nhiên tu luyện ma quái. Em có thể phân biệt hầu hết các luồng khí lạnh thông qua ma thuật. Về mặt logic, em có thể truy ra nguyên nhân gốc rễ. Ngô Mặc Thu gật đầu trả lời. Lúc này Dương Bách Xuyên thực sự rất ngạc nhiên, không ngờ Ngô Mặc Thu thực sự có kỹ năng như vậy, làm cho anh hiểu biết hơn về việc quỷ tu. Nếu như Ngô Mặc Thu có thể tìm ra nguồn gốc thức ăn còn sót lại trong miệng của Lâm Hoan và chứng minh rằng vết thương của Lâm Hoan là do con người gây ra, anh chắc chắn cho đối phương cách tốt nhất. Đương nhiên bây giờ cũng chỉ là suy đoán, có thể hỏi ba mẹ của Lâm Hoan tình huống cụ thể, nhưng tiền đề mà nói, trước tiên phải giải cứu Lâm Hoan thoát khỏi luồng khí lạnh trong người cô đã. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên đang định dùng thuật M Dương Ngũ Kim để hóa giải cho Lâm Hoan, nhưng bây giờ có cô bé Loli Ngô Mặc Thu ở đây, tiện thể, nói không chừng cô bé có thể hấp thu toàn bộ. Dương Bách Xuyên yêu cầu Ngô Mặc Thu giải quyết khí lạnh trong cơ thể của Lâm Hoan trước, rồi nói về việc theo dõi. Cô nhóc Ngô Mặc Thu cũng rất dứt khoát, trực tiếp mở cái miệng nhỏ ra, hướng về phía Lâm Hoan hút vào. Trong mắt Dương Bách Xuyên, một vệt sương mù màu trắng bạc bị Ngô Mặc Thu hút từ trong cơ thể của Lâm Hoan ra hút hết vào trong miệng. Quá trình diễn ra chậm rãi nhưng hiệu quả, Dương Bách Xuyên cảm nhận rõ ràng khí lạnh trong cơ thể Lâm Hoan đang giảm dần. Khoảng 20 phút sau, Ngô Mặc Thu dừng lại nói, thưa ngài, tất cả sự lạnh lẽo trong cơ thể của chị gái này đã được em hấp thụ hết rồi, em muốn thiền một lúc để tiêu hóa nó. Hình như cô nhóc có chút mệt mỏi. Sau khi Dương Bách Xuyên nói với cô bé là, vất vả cho em rồi, Ngô Mặc Thu ngồi ở góc phòng luyện khí lạnh rồi tiêu hóa chúng. Mà Dương Bách Xuyên dùng chân khí kiểm tra một hồi, quả nhiên khí lạnh trong cơ thể Lâm Hoan đã hoàn toàn biến mất, bây giờ cơ thể cô vẫn còn hơi yếu. Tuy nhiên, điều này không khó đối với Dương Bách Xuyên, cho nên anh lấy ra một viên đan bồi nguyên chia làm hai nửa rồi đưa cho Lâm Hoan. Sau đó sử dụng chân khí của mình để giúp cô củng cố thể lực để hấp thụ viên đan bồi nguyên vào trong cơ thể. Lâm Hoan bây giờ không thể dùng hết một viên đan bồi nguyên, nửa viên là đủ rồi, với sự phân thân của Dương Bách Xuyên giúp cô hóa giải sức mạnh đan dược, tình trạng thể chất của cô sẽ sớm ổn định, và cô sẽ có thể trạng tốt sau một thời gian hồi phục. Khi viên đan dược bị Dương Bách Xuyên giải quyết xong, Lâm Hoan mới chậm rãi mở mắt ra. Họ nhìn nhau. Hai mắt Lâm Hoan đỏ hoe, cô khẽ nói, tôi đang nằm mơ sao? Tôi còn tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa. Hoan Nhi à, thật xin lỗi, là lỗi của tôi, lẽ ra tôi phải đến gặp cậu từ lâu rồi, sao cậu không nói với tôi là cậu bị bệnh, cậu muốn khiến tôi cảm thấy có lỗi cả đời à? Dương Bách Xuyên tự trách mình, trách luôn cả Lâm Hoan. Nhưng Lâm Hoan đã cười và bất ngờ hôn lên mặt Dương Bách Xuyên. Tất cả những lời nói của hai người đều biến thành một nụ hôn. Trong góc phòng còn có một tiểu loli Ngô Mặc Thu đang ngồi trong góc nhưng người thường không thể thấy được, ba mẹ của Lâm Hoan ở bên ngoài phòng bệnh, Dương Bách Xuyên hôn Lâm Hoan vài phút rồi mới chịu buông tha cho cô, được rồi, cậu bây giờ đã không sao nữa rồi, nhưng vẫn phải nằm dưỡng bệnh một thời gian,
nào, ngoan ngoãn nằm xuống đi. Ừm, khuôn mặt Lâm Hoan ửng hồng ngọt ngào đáp một tiếng, nằm ở trên giường bệnh. Tuy nhiên, tay cô không hề buông Dương Bách Xuyên ra, vì sợ rằng anh sẽ biến mất. Cô gái ngốc nghếch, cậu yên tâm, sau này tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Cậu không thể chạy trốn được, nhân tiện nói cho tôi biết trước khi phát bệnh cậu có xúc phạm ai không? Dương Bách Xuyên nghiêm túc hỏi cô. Lâm Hoan lắc đầu nói, tôi có thể xúc phạm ai chứ, một mình ba tôi đã chống lại sự thù hận của cả gia đình chúng tôi rồi. Nói chuyện vô tình, nghe có ý tứ, Dương Bách Xuyên đột nhiên nghĩ đến nghề nghiệp của ba Lâm Hoan, ông chủ của Ủy ban Kỷ luật Cố Đô, công việc ông ấy đang làm chính là công việc gây thù hận nhiều nhất. Có lẽ, nguyên nhân của Lâm Hoan là do ba cô gây ra. Ba cậu gần đây có xúc phạm ai không? Hoặc là Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đã điều tra vụ án lớn nào chưa? Dương Bách Xuyên hỏi lại. Lâm Hoan không ngốc, nghe được Dương Bách Xuyên hỏi vậy, cô hiểu ra rồi đáp lại, ý cậu là tôi bị ốm vì có người cố tình trả thù ba tôi sao? Không phải là không thể, nhưng tôi chỉ là đoán thôi. Tôi sẽ tìm hiểu chính xác mọi chuyện, nếu tìm thấy ai dám làm hại người phụ nữ của Dương Bách Xuyên này, tôi nhất định sẽ không cho người đó. Dương Bách Xuyên híp mắt nói. Trong lòng Lâm Hoan càng ngày càng cảm thấy thật ngọt ngào. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, Dương Bách Xuyên tinh thần lực nhìn thấy đó là ba mẹ của Lâm Hoan, nên lo lắng đi xem một chút. Dương Bách Xuyên cười tâu toét, nhỏ giọng nói, buông ra, ba mẹ cậu đang nóng lòng lắm rồi kìa, để tôi ra mở cửa và nói chuyện với họ. Hôm nay tôi sẽ không đến đó, ở bệnh viện với cậu. Ừ, Lâm Hoan xấu hổ gật đầu cười, nhưng khi nghe đến ba mẹ, mắt cô vẫn rất đỏ, trong khoảng thời gian này, hai người già hầu như ngày nào cũng lén lau nước mắt vì bệnh tình của cô, là con gái, Lâm Hoan cảm thấy thật có lỗi với cha mẹ cô. Sau khi Dương Bách Xuyên đứng dậy, anh mở cửa phòng nói, dì và chú, vào đi, Lâm Hoan đã tỉnh rồi, hiện tại cô ấy không sao, hai người không cần phải lo lắng nữa rồi. Hoan Nhi, con của mẹ, con đã tỉnh rồi. Mẹ Lâm Hoan nghe tin con gái tỉnh lại. Vẫn chưa kịp nói câu nào với Dương Bách Xuyên đã vội vàng lai tới giường bệnh. Bên ngoài dãy phòng bệnh, Dương Bách Xuyên và Ngô Mặc Thu đang ngồi thiền để tiêu hóa hàn khí đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với nhau, để lại không gian cho Lâm Hoan và ba mẹ cô. Thu Nhi, bây giờ em đang tìm kiếm nguồn gốc của cái lạnh trong cơ thể Lâm Hoan, em tự tin nhiều không? Thưa ngài, em chắc chắn 70%, loại hắc khí này rất độc đáo, không hiếm thấy. Vì vậy em sẽ đi tìm nó ngay bây giờ, khi nào tìm được sẽ quay lại thông báo cho anh ngay. Cũng được đấy, vất vả cho em rồi, đi đường cẩn thận, sau khi tìm được đừng bứt dây động rừng, trở về báo cho anh sẽ giải quyết. Thu Nhi hiểu rồi thưa ngài cứ yên tâm. Sau khi nói xong, cô nhóc biến thành một màn xương đen và biến mất khỏi phòng bệnh. Dương Bách Xuyên rất ghen tị với tài năng này của những người quỷ tu. Khoảng 10 phút sau, ba mẹ Lâm Hoan bước ra. Tiểu Dương, thật sự lần này không biết phải cảm ơn con thể nào nữa, cảm ơn con nhiều lắm. Hà Mai, mẹ của Lâm Hoan không ngừng nói lời cảm ơn. Ngược lại làm Dương Bách Xuyên trở nên xấu hổ, ba người họ chào nhau. Dương Bách Xuyên đề nghị bác sĩ đến khám tổng thể cho Lâm Hoan, nếu không có gì trở ngại thì hãy cho cô về nhà và phục hồi sức khỏe. Đề nghị này đã được ba mẹ Lâm Hoan chấp thuận. Khi bác sĩ đến kiểm tra cơ thể của Lâm Hoan, một số bác sĩ trông rất bất ngờ. Trong khi tuyên bố có phép lạ, mặt họ cũng bỏng rát. Buổi sáng vừa thông báo bệnh tình nguy kịch cho người nhà bệnh nhân mà không ngờ chỉ sau một đêm mà đã hoàn toàn bình phục. Đây như là một cái tát vào mặt, anh ta liên tục hỏi Lâm Hoan về tình trạng thể chất của cô, liệu cô có đang uống thuốc hay gì đó không? Ba mẹ của Lâm Hoan được Dương Bách Xuyên giúp đỡ, kiên quyết nói rằng không làm gì cả. Dương Bách Xuyên đã dặn họ không được nói cho họ biết những gì về y học, hai vợ chồng đương nhiên sẽ không nói cho bất kỳ ai biết. Kết quả kiểm tra toàn diện cho thấy Lâm Hoan đã hoàn toàn bình phục, ngoại trừ cơ thể vẫn còn hơi yếu còn lại thì không có bệnh gì khác nữa. Đêm hôm đó cô được xuất viện. Sau khi ra khỏi bệnh viện, thư ký của Lâm Chấn Hải đã lái xe đưa Lâm Hoan về nhà để hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, Lâm Hoan nói, ba mẹ. Con muốn đến nhà của Dương Bách Xuyên để nghỉ ngơi, nhà cậu ấy ở gần Lê Sơn, có môi trường tốt. Ngoài ra, có cậu ấy ở bên cạnh con, cậu ấy có thể giúp con chăm sóc cơ thể nữa, được không ạ?
Lúc nói ra chuyện này mặt Lâm Hoan đỏ bừng lên. Cô cũng chớp mắt với Dương Bách Xuyên. Lúc này, Dương Bách Xuyên nóng lòng muốn tát cho cái thật mạnh vào cái miệng của mình, lúc trước nói cho Lâm Hoan biết chuyện anh chuyển nhà, không ngờ cô gái này lại có dũng khí như vậy, còn bảo muốn sống ở nhà anh trước mặt ba mẹ cô nữa chứ. Nhưng may mắn thay, lý do là đủ, Dương Bách Xuyên là một bác sĩ nên có thể dễ dàng điều dưỡng cơ thể của cô. Lâm Chấn Hải và Hà Mai nhìn nhau, cả hai đều thấy nụ cười trong mắt nhau. Bọn họ đều là người từng trải, nếu không phải rõ ràng con gái và Dương Bách Xuyên chỉ là bạn học bình thường thì cũng vô ích. Lâm Chấn Hải là người nghiêm khắc, không muốn con gái đi, nhưng mẹ của Lâm Hoan lại như một bà mẹ vợ nhìn thấy con rể càng ngày càng vui vẻ, hài lòng gật đầu, dù sao con gái bà cũng đã lớn rồi, lần này chính là Dương Bách Xuyên đã cứu sống con gái mình, người đàn ông trẻ tuổi là một người tài năng và có y thuật cao, nghe nói còn sống ở Lê Sơn, điều kiện sẽ không tệ. Toàn bộ cố đô đều biết rằng khu vực Lê Sơn là một khu biệt thự sầm uất. Bà ấy cười nhẹ nói, được chứ, mẹ rất yên tâm khi có bác sĩ Dương chăm sóc cho con, nhưng ba mẹ không biết tiểu Dương có thấy tiện hay không thôi. Bác sĩ Dương, có tiện cho cậu không? Lâm Hoan mỉm cười nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, ánh mắt đầy đe dọa, nếu như Dương Bách Xuyên dám nói một lời, cô sẽ tức giận ngay tại chỗ. Dương Bách Xuyên thì sao? Có mặt ba mẹ của Lâm Hoan ở đây, cùng ánh mắt đe dọa của Lâm Hoan, anh thật sự không dám nói lời xúi quẩy, chỉ có thể cảm thấy chua xót trong lòng, trên mặt nở nụ cười nói, dì đừng lo, nhà con rất lớn và thuận tiện, con sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Hoan nên chú dì cứ yên tâm. Vậy được rồi, vậy làm phiền tiểu Dương nhé, ngày mai chúng ta sẽ đến gặp Hoan Nhi, chắc là được nhỉ. Hà Mai cười nói, sau khi bệnh của Lâm Hoan được chữa khỏi, bà ấy không còn hoảng loạn như trước đây nữa, nói một cách trang nghiêm, đôi mắt của bà ấy đầy sự tinh anh. Không sao, chú và dì đến là vinh dự của cháu. Mọi người luôn luôn được chào đón. Dương Bách Xuyên trái lương tâm nói. Vậy thì làm phiền cậu nhé, hãy chăm sóc cho Hoan Nhi của chúng tôi, hai người bọn tôi đi trước nhé. Hà Mai mặt hắc tuyến trừng mắt nhìn Lâm Chấn Hải, kéo ông ấy lên xe rồi rời đi. Sau khi nhìn bố mẹ mình rời đi, Lâm Hoan nhìn Dương Bách Xuyên nói, sao thế? Trông cậu hình như không muốn tôi đến nhà cậu à? Sao có thể, he he, có chuyện này tôi phải nói trước với cậu, tôi còn có ba bệnh nhân nữ ở nhà nữa. Dương Bách Xuyên rất áy náy, khi nói vậy thì giọng anh càng nhỏ hơn. Mặc dù ba người phụ nữ trong gia đình không liên quan gì đến anh, nhưng anh sợ Lâm Hoan hiểu lầm, nghĩ xong vẫn nghiến răng nói trước. Để sau này đừng có hiểu lầm gì nữa. Sẽ rất tệ nếu phụ nữ chèn ép hiểu lầm nhau. Nghe những gì mà Dương Bách Xuyên nói, trong mắt Lâm Hoan hiện lên vẻ thất vọng, nhìn bộ dạng sợ mình tức giận, cuối cùng bật cười nói, là bệnh nhân nữ, không phải chỉ có ba nữ sao, tôi đến đó là để bồi dưỡng cơ thể, không phải đi đánh nhau, đi thôi nào bác sĩ Dương. Ha ha, tôi biết Hoan Nhi là một người thấu tình đạt lý mà. Dương Bách Xuyên vừa táo tợn vừa nói lời xu nịnh. Họ vừa nói chuyện vừa bước vào trong xe đi đến biệt thự. Trên đường đi, Lâm Hoan hỏi, ba bệnh nhân nữ đều là phụ nữ của cậu phải không? Dương Bách Xuyên đổ mồ hôi đầy trán, trừng mắt nói, đừng có nói bậy, sao có thể được, thực sự chỉ là bệnh nhân thôi. Nhìn bộ dạng chột da của cậu, dù sao tôi cũng không quan tâm cậu có bao nhiêu phụ nữ, dù sao cũng chẳng có gì đáng nói cả. Lâm Hoan đỏ mặt nói thầm thì trong miệng. Dương Bách Xuyên đã hiểu được ý của cô một chút, nhưng vào lúc này, anh chỉ có thể giả vờ như bị điếc không nghe được gì cả. Ban đầu anh và Lâm Hoan rất đam mê, nói trắng ra là giống như kiểu kẻ muốn cho người muốn nhận. Tuy nhiên, vì Dương Bách Xuyên đã biến Lâm Hoan trở thành người phụ nữ của anh, nên anh không mặc kệ cô được. Bây giờ, điều làm anh lo lắng là trình độ của Triệu Nam. Bây giờ biệt thự cộng với Lâm Hoan là bốn người phụ nữ, Triệu Nam cũng sống trong khu biệt thự, nếu gặp nhau ngày đó sẽ rất xấu hổ. Nói đến đây, mấy ngày nay anh đều không đi làm nên sẽ chuẩn bị cho ngày mai, nên ngày mai phải chuẩn bị đến đó kiểm tra một chút. Trở lại biệt thự, Độc Cô Vô Tình, Lục Phú Thư và Khư Vân đều đang xem TV trong phòng khách. Sau khi bước vào, Dương Bách Xuyên sợ có vài người phụ nữ hát nên cau mày chuẩn bị giới thiệu Lâm Hoan với ba người. Nhưng chưa kịp nói gì thì Lâm Hoan đã nói trước, xin chào mọi người, tôi tên là Lâm Hoan là bạn cùng lớp của anh ấy đã đến nhờ anh ấy giúp tôi chăm sóc sức khỏe.
Lâm Hoan mỉm cười giới thiệu bản thân một cách hào phóng, nhưng Dương Bách Xuyên lại thở dài ra một hơi. Về phần ba cô gái độc cô vô tình, có lẽ đó là lý do hôm nay họ mất bình tĩnh, họ không để lộ bất kỳ vẻ mặt nào với Lâm Hoan, nhưng ba người họ đã nghe thấy cô tự nhận là bạn cùng lớp của Dương Bách Xuyên rồi. Mọi thứ dường như hài hòa, trái tim của Dương Bách Xuyên đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sau khi mấy người phụ nữ giới thiệu lẫn nhau, Khư Vân dù là người ít nói nhưng vẫn mở miệng nói, thưa ngài, chị Lâm Hoan, mọi người cùng vào ăn cơm đi, tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho mọi người rồi. Khư Vân tuy lầm lì nhưng ánh mắt rất tốt, năng lực quan sát cũng rất mạnh, không hổ danh là một sát thủ. Dương Bách Xuyên nói lời cảm ơn rồi đưa Lâm Hoan đến nhà ăn ăn cơm, anh không biết ai đã làm bữa ăn, nhưng nó trông rất ngon. Sau khi ăn xong, Dương Bách Xuyên đưa Lâm Hoan đi tìm một phòng để ở. Lâm Hoan hỏi Dương Bách Xuyên đang ở phòng nào, Dương Bách Xuyên nói anh đang sống một mình trên tầng 3. Nhưng mà Lâm Hoan nhất định muốn ở lầu 3 thì có thể sống ở đó, cô cũng thích hợp ý đồ của Dương Bách Xuyên, dù sao lầu 3 cũng có 4 phòng, cũng đủ rộng rãi. Lúc này cũng đã hơn 10 giờ, Dương Bách Xuyên trở về phòng tắm rửa chuẩn bị tĩnh tâm nghỉ ngơi. Nhưng không mất bao lâu, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, trong bóng tối không cần nhìn kỹ cũng biết đó là Lâm Hoan. Lâm Hoan từ từ đi tới, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, đến bên giường đã cởi bỏ áo ngủ, bộ dáng ưu nhã nóng bỏng trong bóng đêm. Nhưng đối với một người tu luyện như Dương Bách Xuyên với thị lực phi thường thì có bật đèn hay không cũng không khác biệt là mấy. Nhìn thấy dáng người bốc lửa của Lâm Hoan, toàn thân anh nóng lên hừng hực, anh không kìm được nữa mà nhào tới kéo Lâm Hoan đè xuống giường. Cảm giác đầy đặn khiến anh mê đắm. Anh dùng tay dạo quanh cơ thể mịn màng của Lâm Hoan. Từ trong bóng tối truyền ra tiếng kêu nhỏ nhẹ của Lâm Hoan. Không lâu sau, trong phòng vang lên những âm thanh rên rỉ rất lớn. Lúc này, Khư Vân đang sống ở tầng 2, nóng bừng cả người nằm trên giường, sắc mặt đỏ bừng, có thể nghe rõ tiếng nam nữ phát ra từ tầng 3. Cả độc cô vô tình và Lục Vũ Thư, những người cũng sống ở tầng 1, đều nghe thấy âm thanh ở trên tầng 3. Ba cô gái sống ở tầng dưới, đừng nói đến linh hồn song sinh của Lục Vũ Thư, thần hồn của Kim Đan Kỳ vô cùng mạnh mẽ, thính lục tất nhiên vượt xa tất cả mọi người trong biệt thự, thậm chí Lục Vũ Thư còn đang nghe thấy tiếng kêu từ tầng 3 vọng tới, cô vô thức thả linh thức ra kiểm tra. Kết quả là cô hoàn toàn hôn mê, trong linh thức cô nhìn thấy rõ Dương Bách Xuyên và Lâm Hoan, cô vội vàng thu hồi linh thức lại, trong lúc nhất thời mặt đỏ tới mang tai, trong lòng xì một tiếng khinh miệt, sau đó trùm chăn tiếp tục ngủ. Nhưng một lúc sau cô vẫn không thể kìm lòng khi nghe âm thanh kỳ quái này. Mặc dù độc cô vô tình và Khư Vân không phải là người tu luyện, nhưng họ cũng là những cổ võ giả ám kình, thính lực của họ cũng khác hẳn người thường, rõ ràng đã nghe được âm thanh từ tầng 3. Đêm nay, ba cô gái mất ngủ. Mà trong phòng của Dương Bách Xuyên, sau một trận mây mưa, Lâm Hoan đã tước vũ khí sơ lụi thành mì sợi, nếu không phải Dương Bách Xuyên lo lắng người Lâm Hoan đang nóng như lửa đốt. Cô vừa mới bị bệnh nặng khỏi, thậm chí anh muốn vài lần nữa. Tác dụng của đan bồi nguyên rất mạnh mẽ, sau khi xuất viện về biệt thự được vài giờ thể lực của Lâm Hoan đã tăng lên, mặc dù nhìn cô vẫn gầy yếu như trước nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, đan bồi nguyên giúp hồi phục rất tốt. Sau khi Dương Bách Xuyên kiểm tra cơ thể cô lần nữa, anh lấy nửa viên đan bồi nguyên còn lại cho cô uống. Không lâu sau, Lâm Hoan được bơm đầy máu phục sinh. Hai người tiếp tục quấn quýt không rời. Ngày hôm sau khi mặt trời lên cao, cả hai cùng rửa mặt rồi xuống nhà. Ba người độc cô vô tình, Khư Vân và Lục Vũ Thư đang ăn sáng, thấy Dương Bách Xuyên và Lâm Hoan lần lượt đi xuống, mặt ba người phụ nữ không hẹn mà cùng đỏ bừng lên. M Thanh đêm qua thật sự là, bây giờ nghĩ lại khiến cả người bọn họ cảm thấy nóng bừng. Ngược lại. Dương Bách Xuyên thấy ba cô gái nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái, có chút không hiểu, Lâm Hoan ở sau lưng cũng vậy, không hiểu tại sao ánh mắt ca cô gái lại quái dị như vậy. Nhưng mà, ba cô gái nhìn anh ăn cho tới khi nào xong mới thôi, rồi lại nhìn Lâm Hoan, sau đó giải thích ngượng ngùng đỏ mặt, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng hiểu ra điều gì đó, mặt dày không khỏi đỏ lên, ho hai tiếng rồi vội vàng đi xuống tầng hầm. Bây giờ anh đã hiểu rồi, có thể là do âm thanh tối qua quá lớn. Ba cô gái độc cô vô tình đã nghe được tiếng gì đó. Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Diệc Phàm cảm thấy phiền muộn,
nghĩ rằng ba hai người bọn họ là cổ võ giả ám kình, là một người tu luyện, thính giác của họ vượt xa người thường, nghe được một số âm thanh không dành cho thiếu nhi là chuyện bình thường. Không còn quyền riêng tư nữa, xem ra phải tìm cách mới được. Dương Bách Xuyên đi xuống mật thất dưới tầng hầm, đến xem cô nhóc Ngô Mặc Thu đã về chưa. Khi đi xuống dưới, Dương Bách Xuyên tìm xem có mảng nào có thể cách âm và bảo vệ sự riêng tư không, nếu sau này không có sự riêng tư thì làm sao anh có thể vui vẻ chơi đùa được. Cách âm trong phòng dù tốt đến đâu cũng chỉ có tác dụng đối với người bình thường, đối với cổ võ giả mà nói chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Nhưng mà, nghĩ đến việc tối hôm qua ba cô gái độc cô vô tình nghe thấy anh và Lâm Hoan làm ồn, không biết ba người họ sẽ xảy ra tình huống gì, chắc hẳn rất đặc sắc, ha ha. Khi đi vào mật thất dưới lòng đất, từ xa anh đã nhìn thấy ba người Kiều Phúc đầu ở đây. Nhưng mà, lúc này nhìn ánh mắt của Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ lại có vẻ kỳ quái, muốn cười nhưng không dám. Dương Bách Xuyên nhìn thấy vẻ mặt của hai người bọn họ, trong lòng không khỏi gào thét, đúng là không thể nào sống nổi nữa rồi. Không cần hỏi chuyện hoang đường cả đêm hôm qua, Kiều Phúc và Ngô Mặc Thu cũng đã nghe thấy. Trong ba người, chỉ có cô nhóc Ngô Mặc Thu là có vẻ mặt bình thường, cuối cùng cũng để cho Dương Bách Xuyên lấy lại được một chút mặt mũi, may mà tiểu Lolita không nghe thấy, hoặc là nói không biết chuyện nam nữ. Khụ khụ, Dương Bách Xuyên cố ý ho khan hai tiếng để che giấu vẻ xấu hổ trên mặt, hỏi tối hôm qua Thu Nhi về lúc nào vậy? Sao không bảo anh, có phát hiện gì không? Chủ nhân, tối hôm qua Thu Nhi về lúc nửa đêm, Thu Nhi đi tìm chủ nhân. Thế nhưng sau khi tới cửa phòng chủ nhân thì nghe trong phòng có tiếng kêu, em cho rằng chủ nhân bị bệnh, nhưng chị hai và anh Kiều Phúc không cho em gõ cửa, còn nói chủ nhân đang luyện công, rõ ràng chủ nhân đang luyện công mà sao lại lớn tiếng như vậy, còn có giọng của phụ nữ, chủ nhân có phải anh đang luyện công đâu. Cô nhóc Ngô Mặc Thu như một đứa trẻ tò mò, dường như không hiểu gì về chuyện nam nữ, mở miệng ra đã nói. Nhưng Dương mặt dày vừa nghe vào tai, mặt thoáng chốc đỏ bừng. Muốn tìm một cái lỗ để chui vào, giữ tợn liếc Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ. Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ bị Dương Bách Xuyên trừng mắt liếc nhìn, toàn thân run lên, cảm thấy rất khó chịu. Kiều Phúc vội vàng nói với Ngô Mặc Hạ ở bên cạnh, cái đó hai người chúng tôi đi kiểm tra biệt thự, tìm Hầu Đậu Đậu và Hương Hương, ngày hôm sau rời khỏi đây đi đến Lê Sơn một ngày vẫn chưa trở về. Đúng, đúng, chúng tôi đi tìm, Thu Nhi sẽ hồi báo tin tức cho chủ nhân thật tốt. Sau đó, dưới ánh nhìn chằm chằm của Dương Bách Xuyên, Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ bôi dầu vào lòng bàn chân chạy đi. Nghĩ đến âm thanh từ phòng chủ nhân truyền ra tối qua, Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ cảm thấy mất tự nhiên. Nhất là cô nhóc Ngô Mặc Thu, cô bé không hiểu chuyện gì, một mực hỏi chị gái, sao trong phòng chủ nhân lại có tiếng của phụ nữ. Sau khi hai người rời đi, Dương Bách Xuyên ho khan nhìn về phía Ngô Mặc Thu nói, Thu Nhi nhớ, sau này đừng nghe lén. Em còn nhỏ, có một số chuyện không hiểu được, khi trưởng thành tự em khác hiểu. Lời còn chưa nói xong, đã bị Ngô Mặc Thu ngắt lời, chủ nhân, em đã sống hơn 800 năm, so với anh tuổi em còn lớn hơn. Mặt Dương Bách Xuyên giật giật một hồi không biết nói tiếp thế nào, đúng là cô nhóc đã sống hơn 800 năm rồi. Tuy nhiên, suy nghĩ của cô bé vẫn còn ở tuổi 11, cô bé chưa trưởng thành. Điều này có thể liên quan đến việc ba người bọn họ chưa đi ra ngoài biệt thự, chưa được nhìn thấy việc đời. Nhìn cô nhóc, Dương Bách Xuyên hít sâu nghiêm nghị nói tóm lại, về sau không được nghe lén, có biết không? Bị vẻ mặt nghiêm nghị của Dương Bách Xuyên dọa cho sợ hãi, cô nhóc yếu ớt nói, chủ nhân về sau em sẽ không như vậy nữa. Được rồi, nói cho anh biết, tối hôm qua có truy ra nguồn gốc của loại âm hàn trong cơ thể Lâm Hoan không? Dương Bách Xuyên nghiêm nghị hỏi. Chủ nhân đã tìm ra, nguồn gốc của âm hàn là ở vùng ven một thành thị ở rất gần với Cố Đô. Từ một gia đình truyền đến, sau khi xác định, em sợ đánh rắn động cỏ nên không vào kiểm tra, em lập tức đến báo cho chủ nhân. Ý của em là hướng đông à? Đúng vậy, gia đình đó vẫn sống bên bờ sông Vị Thủy Hà, rất kỳ lạ. Đó là một thôn nhỏ, cách xa những ngôi nhà trong thôn, khí âm hàn rất nặng. Em nói đến thành phố Cổ Hàm và Cố Đô Hạng Liên kia, cũng là cố đô của nhiều vương triều từ lâu, đi chúng ta đi xem thử, anh muốn xem kẻ nào to gan như vậy dám mượn tay nhà họ đoạn hại người thường. Sau đó Dương Bách Xuyên đưa Ngô Mặc Thu đến thành phố Cổ Hàm.
Tối qua lúc nói chuyện với Lâm Hoan, anh nghe Lâm Hoan nói rằng gần đây cô đã điều tra một thành phố kinh tế đứng đầu của tỉnh, thành phố đó là một thành phố trọng điểm cấp tỉnh, dầu mỏ và mỏ than phong phú, vấn đề tham ô mục nát là vấn đề nghiêm trọng nhất. Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy kêu gọi tinh thần thuận lợi tiến hành công tác phòng chống tham ô, khi xuống thành phố điều tra thì quả thực xuất hiện rất nhiều vấn đề, xe của ba cô bị một xe tải lớn chắn trên đường. Rất may lúc đó ông ấy và tài xế đều không việc gì nhưng đường lớn bị xe tải lớn chắn ngang, lúc sau có tin sạt lỡ nên không đi vào thành phố. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng nóng lòng, không muốn ba của Lâm Hoan đi điều tra thành phố đó. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lâm Hoan kêu lên, lúc cô bị bệnh đúng lúc ba cô đi đến thành phố đó điều tra lần thứ hai. Tối hôm qua hai người tổng hợp lại, nhất định là có người cố ý hại nhà họ Lâm. Chính là không muốn ba của Lâm Hoan đi điều tra thành phố đó. Bây giờ, tin tức tra được của tiểu Lolitata Ngô Mặc Thu cuối cùng cũng có chút hiệu quả. Bọn họ lái xe thẳng đến thành phố Cổ Hàm, khoảng 50 phút sau, theo hướng dẫn của cô nhóc Ngô Mặc Thu, Dương Bách Xuyên đậu xe ở một thôn nhỏ ở biên giới giữa Cố Đô và Cổ Hàm. Theo lời nhóc Loli kể, gia đình đó ở đầu làng. Khi đi tới, từ xa đã nhìn thấy một ngôi nhà ba tầng nhỏ. Diện tích vẫn còn rất rộng, ba tầng nối mặt với nhau, còn có sân rộng. Dương Bách Xuyên đi lên phía trước, quả nhiên khi đến gần sân nhỏ của nhà này âm hàm vô cùng nặng, nghĩ xong anh lập tức gõ cửa. Cánh cổng sắt cao hơn 4 mét đóng chặt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Vừa gõ cửa 3 lần, bên trong đột nhiên giống to một tiếng, âm thanh rất lớn. Anh thả linh thức ra nhìn, khá lắm. Thực sự có một con chó ngao Tây Tạng to bằng một con nghé con đang trông nhà. Hừ lạnh một tiếng, Dương Bách Xuyên mắng một tiếng xúc sinh, linh thức áp lực của anh ngay lập ép lên người con chó ngao Tây Tạng, con chó ngao Tây Tạng nhìn qua rất dọa người ngay lập tức quỳ gối trên mặt đất. Lúc này, bên tai cũng vang lên một giọng nói, ai nha? Nghe rất thô bạo, có một chút không kiên nhẫn. Theo cảm nhận linh thức của Dương Bách Xuyên, người đàn ông thương lượng trước cửa là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi vạm vỡ, tóc ngắn, cũng là một cổ võ giả ám kình tầng 5. Hơn nữa, trong xương toàn thân người này phát ra hàn khí, mặc dù không khoa trương như quỷ tu, nhưng có chỗ khác với cổ võ giả bình thường. Lần này, Dương Nhiêu gần như có thể khẳng định, Lâm Hoan sinh bệnh có liên quan đến người này, cô nhóc Ngô Mặc Thu điều tra rất đúng và chính xác. Sao vậy? Dương Bách Xuyên thuận miệng lên tiếng. Cánh cửa lập tức mở ra, người đàn ông vạm vỡ xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên, nheo mắt lại. Thân là một cổ võ giả, Thủy Thần Thạch tất nhiên cảm thấy sự khác thường trong cơ thể của Dương Bách Xuyên, mở miệng nói anh bạn có gì muốn hỏi à? Tôi có một số việc cần chỉ bảo, tôi là khách đến thăm chẳng lẽ không mời tôi vào sao? Dương Bách Xuyên vui vẻ, cũng không gấp gáp động thủ, đến cùng người này có hại Lâm Hoan hay không cũng không rõ lắm, bây giờ thăm dò một chút cũng không muộn. Anh không phải một cái bánh bao, một lời không hợp lập tức động thủ. Thủy Thần Thạch híp mắt, trong nội tâm âm thầm thăm dò rất nhiều về lai lịch của Dương Bách Xuyên. Và đúng lúc này, một âm thanh lớn không gì sánh được từ trong nhà truyền ra, lão tứ mời khách vào nhà nói chuyện. Nghe thấy âm thanh này, trong nội tâm Dương Bách Xuyên hơi kinh hãi, vừa rồi anh không nhận ra còn có người ở đó, dựa theo âm thanh vang dội kia anh ta giống như một cổ võ cao thủ. Vào đi. Thủy Thần Thạch nghiêng người sang một bên để cho Dương Bách Xuyên đi vào. Dương Bách Xuyên âm thầm giấu cô nhóc Ngô Mặc Thu ở sau lưng, dặn dò một câu bảo cô bé theo dõi tình hình, không nên mai phục trong rãnh nước để bị lật thuyền. Dù sao cô nhóc Ngô Mặc Thu cũng là quỷ tu anh che giấu, không ai nhìn thấy được. Đi theo sau người đàn ông vạm vỡ vào trong phòng khách chính, sau khi bước vào, một người đàn ông gầy gò khoảng 40 tuổi bước đi tới cửa, nắm chặt tay nói. Nhà họ Thủy Tương Tây Thủy Vô Ngân, không biết anh bạn này có chuyện gì có thể chỉ giáo. Lúc trước Thủy Vô Ngân cũng cảm thấy được khí tức của Dương Bách Xuyên rất kỳ lạ, là cổ võ giả, anh ta để cho lão tứ Thủy Thần Thạch mời anh vào. Nếu đã là cổ võ giả thì không thể thất lễ. Lần này Dương Bách Xuyên phát hiện ra rằng, người đàn ông trung niên gầy gò tự xưng là nhà họ Thủy Tương Tây Thủy Vô Ngân là một cổ võ giả ám kình tầng 7. Chẳng trách vừa rồi giọng nói của anh ta rất lớn. Nhưng mà người này lại cho anh cảm giác ôn nhu vô cùng, về phần nhà họ Thủy Tương Tây có lẽ cũng là một gia tộc cổ võ lợi hại nào đó, nếu không anh ta không đủ tư cách nói một câu nhà họ Thủy Tương Tây. Không dám nhận,
tôi là Dương Bách Xuyên, hôm nay đến đây chỉ muốn xác nhận một chuyện, làm phiền rồi. Dương Bách Xuyên chắp tay nói. Nhưng mà, anh quan sát thấy sau khi anh nói tên ra, thân thể của hai anh em Thủy Vô Ngân và Thủy Thần Thạch đều có chút căng thẳng, giống như họ biết rõ anh. Quả nhiên, chỉ nghe Thủy Vô Ngân nói, hóa ra là anh Dương, tôi nghe tên ngưỡng mộ đã lâu rồi. Mọi người biết tôi, Dương Bách Xuyên nghi ngờ, anh chưa từng gặp hai người này, cũng là lần đầu tiên nghe tới nhà họ Thủy Tương Tây. Ha ha ha, Thủy Vô Ngân phá lên cười, một lúc lâu mới dừng lại nói, ba ngày trước đại danh của anh Dương đã truyền khắp cổ võ giới rồi, sao có thể không biết. Dương Bách Xuyên càng nghi ngờ nhìn về phía Thủy Vô Ngân. Nhưng Thủy Vô Ngân không có giải thích, mà hỏi, không biết anh Dương đến tìm anh em chúng tôi có chuyện gì. Nhà họ Thủy chúng tôi đang kinh doanh đánh cá bằng cát nhỏ ở sông Vị này, e rằng chúng tôi không thể giúp gì cho anh. Giờ phút này nghe giọng điệu của Thủy Vô Ngân có vẻ không được thân thiện cho lắm, Dương Bách Xuyên cũng không có ý định vòng vo với anh em nhà bọn họ, trực tiếp hỏi, khoảng 20 ngày trước, bạn gái của tôi là Lâm Hoan, là con gái của kỳ ủy tỉnh Cố Đô Lâm Trấn Hải đột nhiên mặc một căn bệnh kỳ quái. Sang tôi phát bệnh, trên người cô ấy tôi phát hiện ra một loại âm hàn khí, dường như chính là truyền từ trên người hai anh tới, không biết hai người có thể giải thích nghi ngờ cho tôi được không? Lúc Dương Bách Xuyên nói chuyện, ánh mắt anh một mực chú ý đến Thủy Vô Ngân và Thủy Thần Thạch, chỉ thấy vẻ mặt bọn họ không được tự nhiên, quả nhiên mình đã tìm đúng người, sắc mặt anh cũng âm trầm xuống. Mà lúc này, Ngô Mặc Thu trốn ở sau lưng cũng quay lại nói, chủ nhân. Phòng trên tầng với những nơi khác không có ai khác, toàn bộ khu này chỉ có hai anh em bọn họ. Trên mặt Dương Bách Xuyên không có biểu cảm gì gật đầu với Ngô Mặc Thu, ý bảo cô bé chuẩn bị đông thủ thật tốt. Thủy Vô Ngân là cổ võ giả ám kình tầng 7, hôm nay vội vàng đi ra ngoài nên anh không mang theo kiếm đổ long, anh thật sự sợ xảy ra chuyện gì, âm thầm giấu quỷ tu Ngô Mặc Thu này bên người chính là một con át chủ bài. Lúc này Thủy Vô Ngân bình tĩnh mở miệng nói, anh Dương không có bằng chứng gì, miệng đừng có ngậm máu phun người, mặc dù nhà họ Thủy tôi không phải là một nhà giàu ở Tương Tây, nhưng không phải ai cũng có thể bắt nạt, cái gì mà Lâm Hoan Lâm Trấn Hải, Thủy mỗ tôi không hiểu anh đang nói gì. Vẻ mặt của Thủy Vô Ngân và sự ngụy biện bây giờ của anh ta khiến Dương Bách Xuyên tin rằng họ tuyệt đối không thể không liên quan đến chuyện hại Lâm Hoan. Anh lập tức hừ lạnh một tiếng, không có chứng cứ. Khí tức âm hàn trên người hai người chính là chứng cứ, còn muốn chống chế sao? Khi nói chuyện, Dương Bách Xuyên đứng lên. Thủy Vô Ngân và Thủy Thần Thạch cũng đứng lên, cả người căng thẳng. Đúng lúc này Thủy Thần Thạch hét lên, anh ba tiểu tử này không phải là ám kình tầng 5 sao, hai chúng ta cùng xông lên chẳng lẽ không thắng được, chạy tới trước cửa Dương Oai, không biết sống chết sao? Nói xong Thủy Thần Thạch đá một cước về phía Dương Bách Xuyên. Lão tứ không thể Thủy Vô Ngân kinh hãi, ba hôm trước toàn bộ cổ võ giới đều chấn động vì Dương Bách Xuyên. Phân khu Tây Bắc của tổ chức sát thủ Sương Hoa đã bị Dương Bách Xuyên diệt mất, đường chủ Trần Bách Mạng may mắn thoát được một mạng, đã đánh tiếng, muốn nghiền Dương Bách Xuyên thành tro, đuổi giết toàn bộ tổ chức Sương Hoa, hơn nữa Trần Bách Vạn chạy trốn về hướng trụ sở Sương Hoa, tuyên bố sẽ khởi xướng một vụ ám sát tốt nhất kim lệnh để giết Dương Bách Xuyên, những lời đồn đại này đều truyền tới từ chính miệng Trần Bách Vạn. Điều khiến cho cổ võ giới khiếp sợ chính là, Dương Bách Xuyên một mình hạ gục phân khu của tổ chức sát thủ Sương Hoa, chẳng khác gì giết chết cả nhà, loại hành vi này trong cổ võ giới không được chào đón cực kỳ. Tuy Sương Hoa là tổ chức sát thủ, cũng không được cổ võ thế gia chào đón, nhưng phân khu Sương Hoa cũng là tổ chức cổ võ giả, hành vi tận diệt một đường khẩu Sương Hoa của Dương Bách Xuyên, ở trong mắt rất nhiều cổ võ thế gia giống như diệt môn. Đây là điều kiêng kỵ. Bây giờ thanh danh của Dương Bách Xuyên lan truyền rất rộng, nhưng là danh tiếng xấu, có thể anh không chỉ bị sát thủ của tổng bộ sát thủ Sương Hoa ám sát, mà các gia tộc lớn nói không chừng cũng bỏ đá xuống giếng. Trong lòng Thủy Vô Ngân rất kiêng nể Dương Bách Xuyên, một người có thể hạ gục đường khẩu sát thủ Sương Hoa chỉ bằng một đòn, thực lực của anh chắc chắn không chỉ đơn giản áp ám kình tầng 5 mà mọi người thấy. Cho nên lúc lão tứ Thủy Thần Thạch xông lên Thủy Vô Ngân rất khẩn trương. Sợ anh em của mình có hại chịu thiệt, lập tức tiến lên hỗ trợ. Dương Bách Xuyên đối mặt với một trưởng của Thủy Thần Thạch, khóe miệng nhếch lên, hừ lạnh một tiếng rồi nghênh đón một quyền này, đối với Thủy Vô Ngân ám kình tầng 7 anh còn có chút kiêng dè, thế nhưng Thủy Thần Thạch mới chỉ là ám kình tầng 5, một điểm anh cũng không sợ. Bụp!
A, à, răng rắc. Lần lượt từng trưởng, tất nhiên là tiếng kêu thảm thiết của thủy thần thạch, Dương Bách Xuyên đánh một quyền vào lòng bàn tay khiến xương bị gãy phát ra tiếng kêu giòn giã. Một quyền của Dương Bách Xuyên đã đánh gãy cổ tay của thủy thần thạch, một quyền nữa đánh ra đã muốn phế bỏ anh ta. Nhưng lúc này, bên tai vang lên tiếng hét lớn của Ngô Mặc Thu, chủ nhân cẩn thận. Ngẩng đầu thì thấy, Thủy Vô Ngân đưa tay đánh đến, bài tay của anh ta lập tức hóa thành hàn khí, bị đầy xương lạnh màu trắng bạc phủ lấy. Dương Nghiêu vội vàng dắt lừa thuê chặn âm hàn trên ngón tay Thủy Vô Ngân tuyển tới, không dám khinh thường, hừ lạnh một tiếng, chân nguyên ly hảo trong tay khẽ độc, lạnh lẽo ảm đạm từ trong ngón tay của Thủy Vô Ngân, không dám bất cẩn, hừ lạnh một tiếng, dùng động tác của chân nguyên liệt hỏa trong tay cứng rắn đánh tới. Mà lúc này, anh phát hiện khóe miệng Thủy Vô Ngân âm hiểm cười nhẹ một cái. Thủy Vô Ngân âm hiểu cười cười, trong đáy lòng Dương Bách Xuyên cười lạnh, cuối cùng ai âm hiểm còn chưa biết đâu. Giờ phút này trong nội tâm Thủy Vô Ngân cực kỳ đắc ý, Dương Bách Xuyên rõ ràng không biết sống chết dám dùng tay tương giao với tay của anh ta, trong cổ võ giới có người nào không biết nhà họ Thủy tương tây của bọn họ tu luyện cương thi không? Quanh năm hấp thu chính là thi khí và các độc khí độc vật do âm sát chi địa bồi dưỡng ra, thậm chí ám kình tầng 9 cường đại cũng không dám tương giao chính diện với người nhà họ Thủy, âm hàn khí khi dính vào người thì đừng nghĩ đến chuyện sống dễ chịu. Nhưng Dương Bách Xuyên lại không biết nhà họ Thủy là cái gì, không biết Thủy Vô Ngân tu luyện là cương thi công, chỉ cảm thấy âm hàn trên ngón tay Thủy Vô Ngân dày đặc vô cùng. Nhưng cái này đối với anh có tính là gì? Chân nguyên ly hỏa cũng không phải phàm hỏa bình thường, cho dù có âm hàn đến đâu, lão tử cũng có thể đốt cháy hết. Binh! Hai người lần lượt đến cạnh nhau. Sự vui vẻ trên khóe miệng Thủy Vô Ngân tản đi, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngay sau đó anh ta bắt đầu kêu thảm thiết. Anh ta không ngờ tới bàn tay của Dương Bích Xuyên lại xuất hiện hỏa diệp, trực tiếp đốt cháy hàn khí của anh ta, kinh khủng hơn chính là lòng bàn tay của anh ta đang bốc cháy. Thủy Vô Ngân bắt đầu hoảng sợ, từ trước đến nay nội lực cương thi công nhà họ Thủy ở cổ võ giới đều rất thuận lợi, nổi tiếng với âm hàn khí đặc biệt đã tạo nên tên tuổi lớn như vậy. Đó là bởi vì khí âm hàn của cương thi công có thể áp chế nội lực của hầu hết mọi người. Có thể lập tức xâm nhập vào cơ thể đối phương làm rối loạn kinh mạch và huyết dịch, khiến đối phương mất đi khả năng di chuyển. Từ khi Thủy Vô Ngân đặt chân vào giang hồ, anh ta chưa từng gặp phải ai có nội lực có thể áp chế nội lực âm hàn cương thi công của nhà họ Thủy anh ta, huống chi trong tay anh ta còn có hỏa diệp. Toàn bộ lòng bàn tay của anh ta đang thiêu đốt, biết rằng cương thi công của anh ta đã gần hoàn thành, ngón tay của anh ta phủ đầy xương lạnh. Nhưng vẫn bị hỏa diệm của Dương Bích Xuyên vẫn đốt cháy lòng bàn tay như trước. Điều khiến cho Thủy Vô Ngân sợ hãi chính là hỏa diệm này bất diệt, khoảng cách công phu khiến hỏa diệm trong lòng bàn tay anh ta lan tràn ra ngoài. Anh ta sợ hãi, nhanh chóng lui về phía sau, tay còn lại lấy con dao găm từ thắt lưng ra, dứt khoát chém vào cổ tay mình, chém nứt bàn tay đang thiêu đốt kia. A! À! Thủy Vô Ngân lớn tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, Thủy thần thạch đột nhiên đánh về phía Dương Bích Xuyên, hét lên, anh ba, mau đi thôi. Thủy thần thạch có thể coi là đã lĩnh giáo sự lợi hại của Dương Bích Xuyên, lúc trước anh ta đã nghe cổ võ giới đồn về Dương Bích Xuyên, anh ta cho rằng tất cả đều là lời đồn đại, một ám kình tầng 5 sao có thể lợi hại như vậy được, một người có thể hạ được một sát thủ đường khẩu. Có thể để cho Trần Bách Vạn trốn thoát như chó nhà có tang. Nhất định phải có một thế lực lớn nào đó âm thầm diệt trừ phân khu Tây Bắc của tổ chức ám sát Sương Hoa, Dương Bích Xuyên cũng tung ra đỉnh lôi. Nhưng giờ Thủy Thần Thạch tin rằng biểu hiện của Dương Bích Xuyên chắc chắn không phải ám kinh tầng 5. Anh ta cũng tin tưởng phân khu Tây Bắc của tổ chức ám sát Sương Hoa đã bị Dương Dịch Vân đánh bỏ, đường kính bên trong hùng hậu vô cùng, mình cũng không phải là kẻ thù không đội trời chung. Ngay cả anh ba Thủy Vô Ngân sắp trở thành cương thi công, cũng bị anh khắc chế. Bức anh ba phải tự chặt bỏ tay của mình, nhân vật như vậy không thể trêu chọc vào, có làm gì cũng phải tính toán một chút. Đúng là anh em họ đã làm hại Lâm Hoan, Dương Bích Xuyên tìm đến tận cửa, nói rằng Lâm Hoan là bạn gái của anh, đây chính là đến để báo thù, không thể hóa giải được. Trong nội tâm Thủy Thần Thạch cho rằng Lâm Hoan đã chết, bởi vì trong lòng anh ta biết rõ thứ Lâm Hoan dính phải chính là độc dược của nhà họ Thủy, một loại độc dược mãn tính không màu không vị. Ban đầu chính là anh ta đã bỏ độc vào thức ăn của cô ấy. Loại độc này nếu vượt quá 7 ngày đầu thì có thần tiên đại la cũng khó cứu được,
càng khó phát hiện ra đã trúng độc. Bây giờ Dương Bách Xuyên đã tìm tới tận cửa rồi, có nghĩa là Lâm Hoan đã chết, anh muốn báo thù cho bạn gái, đây là bế tắc. Chỉ là Thủy Thần Trạch có đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông, sao Dương Bách Xuyên có thể điều tra ra được. Toàn bộ cổ võ giới có thể điều tra ra cương độc trấn gia của nhà họ Thủy bọn họ thật sự không có, trừ phi là những thế lực tông môn cổ xưa kia, thế nhưng các cổ võ giới tông môn của Trung Quốc đã sớm phong bế không ra khỏi cửa, làm sao có thể điều tra ra được. Thật sự nghĩ không ra, sớm biết như vậy lúc trước mấy người nọ tìm anh bọn họ làm giao dịch này bọn họ nhất định sẽ không làm. Nhìn thấy anh ba chặt đứt tay, Thủy Thần Trạch sốt ruột đột nhiên đánh về phía Dương Bách Xuyên, muốn chặn Dương Bách Xuyên lại, để cho anh ba chạy khỏi chết được. Hôm nay xem như cũng đã nhìn ra, anh em bọn họ có cộng lại cũng không phải là đối thủ của Dương Bách Xuyên. Thủy Vô Ngân nghe được lời nói của Lão Tứ, trong nội tâm căm hận, anh ta cũng không chạy về phía cửa, mà lại lách vào một căn phòng. Dương Bách Xuyên đối mặt với sự ngăn cản của Thủy Thần Trạch, mở miệng nói, Thi Nhi giao cho em rồi, cố gắng đừng giết anh ta, chờ anh còn một số chuyện cần hỏi. Thu Nhi biết rồi, cô nhóc lẩn trốn nhẹ giọng lên tiếng, lách mình xuất hiện trước mặt Thủy Thần Trạch, đưa tay chộp lấy bả vai anh ta. Giờ phút này nội tâm Thủy Trần Thạch kinh hãi, anh ta đột nhiên phát hiện bả vai mình bị ai nắm lấy, đột nhiên đánh một quyền qua. Nhưng quyền này bị hụt, sau lưng cũng không có người nào, mà lúc này Dương Bách Xuyên cũng đang đuổi theo anh ba Thủy Vô Ngân, cách anh ta rất xa. Thân là truyền nhân của gia tộc Săn Thi Tương Tây, mọi người trong nhà họ Thủy đều có quen biết với những người đã chết, biến thi thể thành tài nguyên và bạn bè, không có chút sợ hãi nào, nhưng chưa từng nhìn thấy quỷ. Nhưng giờ phút này, trong đầu Thủy Thần Trạch chỉ nghĩ đến chữ quỷ này. Trái phải không có ai, nhưng thân thể anh ta vẫn bất động. Trên người anh ta như bị một ngọn núi đè nặng xuống. Phía sau Thủy Thần Trạch thoáng chút đổ đầy mồ hôi lạnh, hét lên tay vung vẩy quanh không trung, nhưng anh ta không thể chạm vào bất kỳ vật thể thực nào. Anh ta vô cùng sợ hãi. Đến một lúc nào đó mắt anh ta trợn trắng hôn mê bất tỉnh. Nếu như Thủy Trần Thạch có thể nghe thấy tiếng nói, sẽ phát hiện cô nhóc Ngô Mặc Thu ghé sát vào lưng anh ta. Đáng tiếc anh ta không nhìn thấy. Ngô Mặc Thu cũng không phải là quỷ, mà chính là quỷ tu giả, thi triển một thuật pháp nhỏ đã khiến cơ thể anh ta nặng như núi. Dương Bách Xuyên không để ý tới Thủy Thần Thạch, anh tin tưởng cô nhóc Ngô Mặc Thu có cách thu phục anh ta. Thủy Vô Ngân đi vào trong phòng, đi sát theo, khi bước vào, anh thấy nó giống như một thư phòng. Nhưng không thấy bóng dáng Thủy Vô Ngân đâu. Thả linh thức ra quét qua phòng một lượt, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười cười. Cùng suy đoán trong lòng anh không khác biệt lắm, trong thư phòng này còn có phòng tối. Đi đến bên cạnh phòng sách dùng sức đẩy giá sách ra, quả nhiên đằng sau còn có một cánh cửa bí mật. Cánh cửa bí mật đóng chặt, không đẩy ra được, dứt khoát dùng chân khí đá một cái vào cánh cửa bí mật. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, Dương Bích Xuyên đơn giản thô bạo đạp vào cánh cửa bí mật. Mùi hương tanh hôi lập tức xộc tới, khiến người ta buồn nôn. Dương Bích Xuyên nín thở sau đó mới đi vào, có bậc thang đi xuống dưới, tất nhiên là phòng tối, đi không bao lâu, tổng cộng đi 20 bậc đã đến rồi. Nhưng cảnh tượng trong tầm mắt sau đó khiến anh kinh ngạc. Đây là phòng tối hơn 100 mét vuông, trên đỉnh đầu có treo đèn chiếu xạ, khiến phòng tối sáng vô cùng. Liếc nhìn từng dãy tủ kính, đoán chừng có 50, 60 tủ kính, bày đầy không gian phòng tối. Không nhìn thấy Thủy Vô Ngân đâu. Đáng chết. Dương Bích Xuyên trầm giọng mắng một câu. Tủ kính không còn mới mẻ, điểm quan trọng là trong tủ kính này có vô số thi thể trần truồng, liếc sang, có một số cái vừa chết, cũng có một số đã khô héo, tất cả đều là thi thể nữ, còn số ít là thi thể trẻ em. Mà trên những thi thể này có một gốc cây đỏ như máu mọc lên, có hoa nở, một số hoa mới chớm nở, đóa hoa và lá cây đều có màu đỏ như máu, nhìn qua giống như hoa súc dại, kỳ dị vô cùng. Lúc này trong đầu anh đột nhiên nhớ tới một loại linh dược được ghi chép truyền lại. Trong quyển sách tu chân điển tịch linh dược có một loại linh dược rất giống với loại ở trước mặt này, gọi là hoa huyết linh, nó có một biệt danh là thân nhân dược. Đúng là một ít thế hệ ma đạo của tu chân giới, vì muốn tăng cường tu vi tu luyện tà công nên bồi dưỡng gieo trồng trên người một ít linh dược, nhưng trong ghi chép lại loại thuốc đó là do người sống trực tiếp trồng.
loại linh dược này trưởng thành trong một năm, người sống cũng sẽ chịu đau khổ trong một năm, sau một năm, hoa huyết linh được gieo trồng sẽ kết thúc với mạng sống của con người. Sống để chịu một năm tội lỗi. Hoa huyết linh lớn lên có thể luyện chế thành đan dược, có thể vào tới tu vi cấp 3, cho nên mấy người trong ma đạo mới dám mạo hiểm. Tất nhiên, một khi ai đó phát hiện ra, sẽ bị toàn bộ tu chân giới đuổi giết cho đến khi người đó hoặc môn phái bị diệt vong. Cảnh tượng anh nhìn thấy lúc này gần giống như trong ghi chép, chỉ khác là những hoa huyết linh này được người chết nuôi dưỡng. Mỗi một cây đều lờ mờ truyền đến linh khí chấn động. Không thể nghi ngờ rằng loại linh dược tà ác này là bảo vật đối với những người tu chân, nhưng vào lúc này, Dương Bích Xuyên không khỏi muốn nôn ra. Trong nội tâm, anh đã vẽ ra một cái mác phải giết Thủy Vô Ngân. Ngay lúc Dương Bích Xuyên đang trầm tư, trong chỗ hẻo lánh của phòng tối vang lên tiếng của Thủy Vô Ngân, Dương Bích Xuyên anh chẳng lẽ muốn tranh thủ giết tận sao? Hạ độc bạn gái của anh em chúng tôi cũng chỉ nhận tiền làm việc, làm Lâm Trấn Hải muốn điều tra người ta mới động thủ với người nhà ông ta. Chúng ta vốn không oán không hận, có thể buông tha cho anh em chúng tôi không, tôi có thể đưa anh tiền, 3.000 vạn, là thù lao người kia trả cho chúng tôi, tất cả đều cho anh. Vốn dĩ tôi chỉ muốn hủy bỏ tu vi của anh là được, nhưng hiện tại, không ngờ anh lại điên cuồng giết người, luyện chế ra linh dược tà ác, chết cũng không tiếc. Tôi hỏi anh có phải những người này là do anh giết hay không? Dương Bích Xuyên nhìn Thủy Vô Tiễn đang nấp sau tủ kính trong góc, trầm giọng hỏi. Ý của anh là những thi thể này? Không, 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 những thi thể này đều là những năm qua tôi vớt từ sông Vị lên. Dù sao cũng đều là thi thể chết tôi lấy để luyện chế dược thảo, có gì là không thể. Thủy Vô Ngân nhanh chóng giải thích, Dương Bách Xuyên sững sốt một lúc, không biết những gì Thủy Vô Tiễn nói là đúng hay sai, nhưng cho dù những gì anh ta nói là đúng, thì việc dùng thi thể vớt lên để nuôi dưỡng thuốc cũng rất điên rồ. Nhìn Thủy Vô Ngân, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi nói, anh tự phế nội lực đi, tôi tha cho anh một mạng. Anh cũng không muốn dính tới quá nhiều mạng người. Ha 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 Dương Bách Xuyên, con mẹ nó anh vẫn không buông tha cho tôi. Ông đây đường đường là võ cổ giả, anh để tôi tự phế bỏ nội lực thì khác gì là giết tôi. Nếu anh muốn bức ép ông đây thì cùng lắm cả hai cùng chết. Thủy Vô Ngân tàn nhẫn nói xong, ngay sau đó tất cả quái thủy tinh ầm ầm nổ tung. Lúc này sắc mặt Dương Bách Xuyên liền biến đổi, cũng thấy được Thủy Vô Ngân ấn một cái nút màu đỏ ở vách tường. Sau đó trong phòng tối vang lên tiếng toa toa. Từng con sâu sinh trưởng màu đỏ với đôi cánh trong suốt chui ra từ mỗi xác chết, giống như kiến, rậm rạp chằng chịt làm ra đầu người ta tê dại. Những con sâu màu đỏ này có ngoại hình giống kiến, nhưng kích cỡ lại giống như ruồi vậy, gần như là nổ tung chui ra từ mỗi xác chết, hết tổ này đến tổ khác, trong nháy mắt trở thành thế giới của trùng đỏ. Trong nhận thức, Dương Bách Xuyên phát hiện, những con trùng đỏ này nên được gọi là xác trùng mới thích hợp hơn, trên người đều nhàn nhạt mang theo một luồng khí âm hàn. Trong nháy mắt ra đầu Dương Bách Xuyên tê dại, không thể nghi ngờ gì nữa, những con xác trùng này có kịch độc. Sau khi từ trong xác chết đi ra, từng gốc huyết linh hoa trên xác chết lập tức biến mất, lại bị xác trùng cắn nuốt hết, nhưng lại không cắn nuốt xác chết. Nguyên nhân cắn nuốt huyết linh hoa có lẽ là giúp cho xác trùng có thể mở ra đôi cánh trong suốt, ong ong. Trong phút chốc, xác trùng đầy trời trong phòng tối hóa thành bão cát. Ngay tại thời điểm này, Dương Bách Xuyên ra đầu tê dại muốn chạy trốn nhưng đã quá muộn, anh bị xác trùng vây quanh. Nếu ít hơn một chút, những con trùng này tuy rằng có độc, anh cũng không sợ, chân nguyên ly hỏa có thể thiêu chết chúng, thế nhưng thực sự quá nhiều. Tuy nhiên, nghe được những lời nói này của anh ta, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng nhảy dựng. Nhanh chóng dùng càn khôn tạo hóa huyết phủ toàn thân để phòng ngừa bị xác trùng cắn, còn hai tay thì thi triển chân nguyên ly hỏa xua đuổi bọn xác trùng tới gần. Anh thấy Thủy Vô Ngân đang nói chuyện thì thân thể đã bị xác trùng nuốt chửng, chưa đợi nói xong liền kêu lên thảm thiết, chỉ trong ba nhịp thở, Thủy Vô Ngân đã trở thành một khúc xương trắng, toàn thân ngay cả một chút máu thịt cũng không còn. Dương Bách Xuyên hãi hùng khiếp phía thi triển xong trưởng chân nguyên ly hỏa, hai tay nhanh chóng ngăn cản. Nhưng xác trùng thật sự quá nhiều vẫn là chống cự không nổi, toàn thân bị xác trùng bao vây. Cũng may kịp dùng chân khí bảo vệ cơ thể, trong lúc nhất thời xác trùng không thể cắn được cơ thể của anh. Thế nhưng ngay lập tức, sắc mặt Dương Bách Xuyên lại trắng bệch.
Anh phát hiện chân khí của mình đang bị rút cạn. Dương Bách Xuyên phát hiện, những sát trùng này không những cắn nuốt cơ thể mà còn có thể rút cạn chân khí, làm cho chân khí vốn đã tiêu hao này càng bị cạn kiệt. Anh có chút sợ hãi, không ngờ tới sát trùng có thể nuốt chửng cả chân khí, nếu chân khí không chống đỡ được thì thân thể sẽ gặp nguy hiểm. Dương Bách Xuyên dùng mình khi nhìn thấy Thủy Vô Ngân bị cắn nuốt chỉ còn một đống xương trắng. Muốn chạy trốn cũng thật khó, anh phải không ngừng tiêu diệt đống xác trùng đang ở trên người cùng với đống xác trùng đang ở gần đó. Bên tai cứ vang lên tiếng ong ong khiến trong lòng anh càng thêm phiền não. Qua quãng thời gian ngắn còn chưa đến 10 hơi thở, toàn thân anh đã bị phủ đầy một tầng xác trùng, màu đỏ tươi giống như đang khoác lên mình một bộ giáp đỏ được làm từ máu người. Xác trùng mang đến luồng khí âm hàn, làm cho cả người anh đều lạnh run rẩy. Mặc dù chân nguyên ly hỏa không ngừng thiêu đốt biết bao nhiêu là xác trùng, thế nhưng toàn bộ xác trùng trong phòng tối căn bản là đốt không hết. Nếu không phải có chân khí bảo vệ, có lẽ giây phút này anh cũng sẽ giống Thủy Vô Ngân, trở thành một đống xương tàn. Những con xác trùng cắn nuốt chân khí một cách từ từ, thế nhưng làm sao có thể xử lý một số lượng đến như vậy, cứ tiếp tục thì kiểu gì chỉ trong vài phút nữa thôi, khi chân khí của Dương Bách Xuyên bị cạn kiệt. Cuối cùng lúc đó chỉ có thể nhận một kết cục là bị đống xác trùng cắn nuốt trở thành một bộ hài cốt. Bỗng nhiên, Dương Bách Xuyên nghĩ đến cô gái nhỏ Ngô Mặc Thu đang ở bên ngoài. Ngô Mặc Thu là quỷ tu cũng không có thân thể, và lại có thể ẩn thân. Linh khí tu luyện của quỷ tu giả là âm hàn, không biết cô bé có thể đối phó với những xác trùng này hay không, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Anh lớn tiếng hét lên, Thu Nhi. Ngay sau đó Thu Nhi liền xuất hiện. Chủ nhân chớ hoảng hốt, Thu Nhi có biện pháp đối phó với những xác trùng này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ xác trùng đều đã chết. Hắc khí cũng theo từng lời nói của Thu Nhi mà quay trở lại trong cơ thể cô bé. Phóng mắt nhìn lại, quả nhiên cả phòng tối đều không sót lại một con xác trùng còn sống. Hắc khí mà Thu Nhi giải phóng ra giống như là khắc tinh của bọn xác trùng vậy. Anh không sao chứ, Thu Nhi lo lắng hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 16.